Vì một vài lý do nên video sẽ bị chỉnh sửa âm thanh, mong quý vị thông cảm. Egypt trong tay của anh Huy và AC là của chim sẻ quân sở trường. Bên kia là Pan và Cho Son. Chào anh Đoàn Văn Hoàng nhá. Chào anh em nhá. Vâng, có một số anh em có để tên số điện thoại nên là em cũng không biết anh em không biết phải chào lại mọi người như thế nào. Anh em có thể chỉnh sửa tên ở phần cài đặt, chỉnh sửa lại tên hiển thị. Chào anh Nguyễn Đức Đạt, chào anh Đoàn Văn Hoàng nhá. Rồi, như vậy chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến ở trong game đấu thứ hai. Tỷ số đã được mở dành cho cặp đôi Gunny và Long Lê rồi. Đây là một trận thi đấu mà quân của chúng ta, quân của game thủ bên phía Clan FPS được đánh giá cao hơn. Và tôi xin dùng từ chúng ta ở đây và bởi vì mình đang bình luận máy bên nào thì mình sẽ gọi bên đấy là sân nhà, là team nhà nhá anh em nhé. Thì cả trong khoảng thời gian tới, trong trường hợp mà ví dụ như tôi có bình luận các trận thi đấu của các clan khác ở trên kênh MyClip thì khi tôi bình luận đội nào thì tôi cũng sẽ gọi là chúng ta là đội đấy thôi. Và mình sẽ theo dõi và cổ vũ cái màn hình máy của người mình đang quay. AC của chim sẻ thì đang có cho mình một bầy hươu khá to, cùng với đó là một con voi. Và có một vài thông tin muốn gửi tới anh em, tất cả các quý khán giả, mọi người ai mà đang dùng sim Viettel để thưởng thức giải đấu AOE Starlink không giới hạn lưu lượng data 3G, 4G và xem các video giải trí khác trên MyClip thì mời anh em hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DKM30 gửi 9062 với cước phí 3.000 đồng một ngày, DKC30 gửi 9062 với cước phí là 10.000 đồng một tuần và DKT30 gửi 9062 với cước phí là 35.000 một tháng. Nếu như đăng ký gói thì anh em có thể trải nghiệm tất cả 100% các trận thi đấu của giải đấu AOE Starlink không giới hạn lưu lượng data 3G và 4G. Nên là khi mà mọi người có đang di chuyển bên ngoài hoặc là ở một khu vực nào mà không có mạng wifi gì đấy, chúng ta cần kết nối 4G để theo dõi giải đấu hoặc là theo dõi các video clip giải trí khác trên nền tảng MyClip. Đây là cái gói đăng ký rất là tuyệt vời, không tốn 4G, 3G, anh em xem pet ga luôn. Vậy là bầy hươu đầu tiên chim sẻ đã đưa nó về với nhà chính của mình. Về chất quân thì ở trận này có lẽ là tôi cũng không có nhiều cái phải phân tích lắm. Sự quân này thì bên kia thì có Ban thì ok đấy, nhưng mà cho Son thì nó hơi lầm. Bên mình hai quân đều là những quân cực kỳ khỏe, khả năng chống chém cực kỳ tốt luôn. Và để chắc cú trận này, chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu chim sẻ và anh Huy có sử dụng chiến thuật đánh hai chém, đánh theo kiểu là 1L1B1A tự solo cánh hay không, hay sẽ vẫn là một bài Assyrian đánh cung R. Bởi khả năng cầm cung tuyệt vời của chim sẻ. Sẻ là một người cầm đánh cung hay, và sẻ cũng là một người tự tin. Và đây là một thế nhà đủ để chim sẻ có thể cơ cấu đánh thẳng cung bên trong được. Nếu chắc cú hơn một chút thì tôi nghĩ chim sẻ hoàn toàn có thể lựa chọn phương án thi đấu, đó chính là đánh cung thủ phù. Nhưng trận thế này thì chim sẻ đang đối đầu với Pan, câu chuyện đánh cung khá cao là sẽ không, chưa chắc đã diễn ra, trừ khi Huy là người chéo giò sang cánh của chim sẻ cùng với con cung tê của chim sẻ phối hợp với nhau để chơi với Pan của game thủ Gunny. Đây là một con Ban ăn tranh hai đồ cùng với AC. Và đây sẽ là một bài mà cả AC và cả Ban sẽ cùng yếu, ôm nhau yếu. Thì điều này thì chúng ta sẽ rất cần thiết, rất cần quan tâm đến bài và lực của Egypt trong tay của anh Huy. Huy là một bài 15%, bên kia 17% và 24%, cho Son giò cực rộng, chỉ số giò rất cao. Liệu có phải là một bài đấu đi dâng dâng lên ôm bom đến từ cho Son của Long Lê hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Nếu như không thì đây sẽ là một cái tín hiệu rất đáng mừng dành cho cặp đôi sẻ Huy. Bởi bài cho Son dò rộng như này thì chắc chắn là bài cho Son đến muộn rồi. Bắt đầu thiết kế nhà điều kiện đến từ anh Huy. 25 dân. Và Huy đang ép đời khá ổn áp, tương đối ổn áp.
Đó, tránh Dorichan nhá, tránh Hưng Vũ. Hưng Vũ nhá. Vâng, tránh Dũng Biva Bivo. Chào tất cả anh em nhá. Cho cái cam bé lại được không à? Vâng, cái khung này thực sự anh em cũng phải thông cảm. Nhìn em đẹp trai dễ thương này thôi, em không muốn lên hình đâu. Nhưng mà trong hợp đồng là em bắt buộc phải lên cam. Thế nên là anh em thông cảm tí nhá. Mọi người có thể theo dõi trận thi đấu mà không cần nhìn xuống cái camera ở phía dưới cũng được. Vậy như vậy là Huy sẽ không có một tình huống chéo cánh sang bên phía nhà của game thủ chim sẻ. Huy sẽ đánh cánh của mình trước. Bắt đầu có con ngựa giò đến từ game thủ Long Lê di chuyển vào khu vực mỏ gỗ của Huy. Đây là con ngựa giò công giáp đầy đủ, lượng máu của nó đang có đang là hơi ít. Tên này lò giò vào trong, tôi nghĩ là Huy cần phải bò kín lại luôn, đề phòng bất chắc. Huy cũng đã từng có những cái tình huống bò hốc kinh điển rồi. Hẳn là các bạn vẫn còn nhớ trận Huy cầm Egypt và bị BB chọc giò vào bo nhỏ, một cái nhà P trồi ra ngoài. Liệu có phiêu lưu quá không? Nhà B trồi ra ngoài thế này mà phù đen tơn đầu là khá mệt đấy. Và Huy còn đang rất chủ động đẩy lạc đà đi để có thể chém bát hoàng đối phương luôn. Cánh bên kia màn hình máy của game thủ chim sẻ 27/60. Ăn tranh hai đồ cùng với Pan. Điều này rõ ràng là chúng ta có thông tin Pan cũng yếu. Bên mình AC yếu và Pan cũng yếu, nhưng chim sẻ đang cơ cấu được một số lượng ruộng cực kỳ lớn ở trong nhà. Liệu có công ca đến từ Pan hay không? Chim sẻ đánh chủ động 2A. Chủ động đánh 2A để vâng tận dụng, sử dụng cái lượng tài nguyên gỗ của mình để cố gắng cơ cấu lực làm sao để khỏe nhất. Bài đánh cùng bò khung nhà một rừng 2A bắn máy của Huy. Vậy là gần equip luôn. Có lẽ rằng đó là tình huống mà đẩy lạc đà sang, chéo cánh sang nhà anh Huy thì Huy phù mất lạc đà luôn. Thế là thành con Egypt lại cân đôi luôn. Huy chủ động đánh 2P. Trong khi đó chim sẻ là một bài khỏe nguyên không mất gì và đã cơ cấu kín được nhà rồi. Như vậy là một chiến thắng khá nhẹ nhàng để dành cho cặp đôi chim sẻ anh Huy, cân bằng tỷ số 1-1. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 3. Lợi thế hơn về quân. Cặp đôi chim sẻ và anh Huy cũng đang cho thấy được sức mạnh. Giải quyết trận đấu rất gọn. Chúng ta sẽ đến với màn hình máy quay quân và cùng chờ đợi trận thi đấu thứ 3 được diễn ra sau 1 phút. Và cho son. Zoman là trong tay game thủ Gunny. Cho son là của game thủ Long Lê, trận cho son thứ 2 liên tiếp của Long Lê. Chúng ta có một mác C của Huy và Babylon là của chim sẻ. Quân thì theo tôi đánh giá trận thứ này quân là nhỉnh hơn dành cho cặp đôi chim sẻ và anh Huy. Bên phía các bạn có một cho son thì tất nhiên nó sẽ hơi thọt hơn so với những quân còn lại trên bản đồ. Và quả 7 rất gần, chưa cần đi dò với bóng rất rộng. Bóng dò rất rộng của nông dân Max C thì Huy cũng đã thấy được bỏ quả mà không cần phải bước chân đi dò luôn. Cơ cấu ăn bỏ quả cực kỳ nhanh và địa điểm đặt chiếc BG cũng rất là hợp lý. Màn hình máy của Babylon cho tay cái tủ chim sẻ. Sẻ thì đang có cho mình bỏ quả đầu 6 cây và một vài cây gỗ đầu gần. Tín hiệu đầu tiên nói chung là khá là tươi. Quả gần và gỗ gần đầu tiên là cứ là tươi đã. Và để khích lệ tinh thần thi đấu và tiếp sức cho chim sẻ đi nắng và team SBS, anh em có thể donate bằng cách click vào biểu tượng hộp quà bên cạnh khung chat hoặc gõ SBS vào khung chat rồi click gửi đi. Số tiền trừ trực tiếp từ thuê bao di động của anh em. Nhưng mọi người cần phải lưu ý một chút, hình thức này chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước của Viettel thôi nha. Mỗi ngày sẽ được tặng tối đa là 300.000. Số tiền mỗi một lần chuyển không quá 50.000 một lần. Đây là một cái hình thức donate trực tiếp ở trên nền tảng My Clip. Và số tiền donate thì tất nhiên là các cầu thủ sẽ được nhận trọn vẹn và không bị cắt phế. Nó không như là tặng sao trên Facebook anh em. Tặng sao trên Facebook thì các game thủ khi mà nhận được cái tiền donate từ các khán giả tặng sao, nó sẽ bị
gọi là bị trừ cái chiết khấu. Khi mua sao thì ta mua 100 sao với số tiền nhiều hơn, còn khi nhận 100 sao thì chỉ nhận được có 23.000 thôi. Đây rồi, bỏ quả phụ dành cho chim sẻ và yêu đầu 5 con đã về nhà chính rất gọn gàng rồi. Bài đang tươi, một đồ ăn nữa thôi thì bài baby của chim sẻ sẽ là bài cực kỳ khỏe. Và lúc này thì có lẽ là nếu là tôi thì tôi sẽ rất thích chim sẻ có thêm một đôi voi để có thể câu được về với nhà chính, sẽ thành một bài cơ bản, bài chuẩn yêu voi và quả phụ. Chào anh Hải Dương nhé. Đang có nghiện không em ạ? À? Anh nhìn thế này anh còn hỏi. Em nghiện đòi cả ra rồi ý. Bóc báo tên để nghiện. Đan vào team sẻ rảnh lên Mộc Châu giao lưu. Nếu có cơ hội anh ơi. Thực ra là trước đây thì khoảng 3 năm trở lại đây thì cũng do vấn đề về dịch bệnh, cho nên là chim sẻ cũng không có nhiều cơ hội được đi các tỉnh thành, đi tới những cái vùng đất xa, không được rời khỏi Hà Nội để có thể giao lưu với mọi người. Nhưng trong tương lai gần thì em nghĩ là cũng sẽ có những cơ hội, những giải đấu hoặc là những cái sự kiện để chim sẻ cùng với cả team AOSBS được đi đây đi đó và giao lưu với mọi người nhiều hơn. Đã qua mình máy của Huy. Chim sẻ là bài hiêu lắm, một voi quả phụ. Đây, bài đấy cũng nói chung là cũng ổn. Làm một đôi voi thì lực nó sẽ khỏe hơn. Thậm chí chim sẻ có thể sử dụng bài đánh chém chặt gỗ. Ngựa giò để được công giáp. Nếu như có thêm một con voi, một con voi ăn được khoảng 250 thịt nữa, nó khỏe lực hơn rất là nhiều. Trong khi đó thì màn hình máy của Huy chúng ta đang theo dõi thì Huy có một bầy hươu đầu ăn ở cạnh chiếc nhà BS. Chiếc BS đầu nhân đôi luôn. Sao không cắt con dân nhiều máu luôn tên này nhỉ? Rồi kích đời 825 với 26 dân. Cẩn thận. Cẩn thận tình huống câu voi này. Nhìn khá nguy hiểm. Huy đang có thao tác tay khá là ổn. Tôi nhìn câu con voi tôi sợ quá. Dân 11 máu vẫn chịu được 2 hit. Và mỗi một hit của voi thì nó sẽ mất khoảng 10 máu của dân. Nói chung là anh em mà theo dõi mà bị mờ ấy, cái này thì em chia sẻ thật luôn là anh em đấy là do mạng của mọi người thôi. Nếu mà mạng mà ngon anh em xem lét lắm, xem mượt cực kỳ luôn. Mạng của mọi người mà bị lag ấy thì tất nhiên là khi mà cái hình ảnh nó khi nó loát về để mọi người theo dõi thì nó sẽ bị mờ hơn. Chứ còn hiện tại thì chất lượng kênh mình đang đẩy thì mình đẩy cực kỳ cao. Mạng thực sự mạng bác nào mà ngon ấy thì tầm này khẳng định với anh em là xem đang rất là ngon, mượt nét. Có check không? Tầm này liệu sẻ có phải check chỗ mỏ đá với cả cái đê kia không? Sẽ có tơn check rất cẩn thận rồi, như vậy là kín. Sẽ Huy có tơn check kín rồi. Và quay trở lại với baby của sẻ đánh chém ở trong trận thứ này và giò đã bắt đầu di chuyển rồi. Gặp màu 2 long lê, như vậy là cánh này baby sẽ đối đầu với cho son. Khu vực mỏ vàng chim sẻ đã cơ cấu kín và mỏ vàng của long lê thì anh ta cũng đang cố gắng đẩy con giò của mình về đứng thủ, giò thủ để bo vàng. Với một chất quân cửa dưới như cho son phải đối đầu với baby don và phải đánh giò thủ như thế này thì đây sẽ là một cánh tôi tin chắc chim sẻ sẽ có lợi trước cho son của đối phương. Long lê đang muốn vẩy e để bắt con ngựa giò này của sẻ. Liên tiếp là những tình huống vẩy e xịt đến từ long lê. Con giò của chim sẻ vẫn đang sống và vẫn đang di chuyển, bây giờ mới phải nằm xuống. Và trước khi nằm xuống thì cũng đã kịp phát hiện ra một cơ sở đang ăn hoang đến từ long lê rồi. Sẻ cơ cấu 3 chiếc ruộng 1p 1l và bây giờ sẽ là cả chiếc bánh xe, và sẽ là cả cái công nghệ bánh xe nữa. Sử dụng tài nguyên rất hợp lý, 1l 1p. Bên kia thì Zoman của Gunny là một loại quân cũng có kháng chống phủ. Bên cánh bên kia thì Zoman đối đầu với Bác C. Và nhiều khả năng trận thứ này Huy sẽ là một bài đánh khung nhà và thủ y. Và có tình huống xây cái gì dâng lên rồi. Liệu có phải là bài dummy ngược? Liệu có phải bài dummy ngược không? Nếu như là bài dummy ngược thì tôi nghĩ là chim sẻ cũng
sẽ có tín hiệu ra cung R. Ra cung R để chống Izoman giúp cho Max C. Huy giữ sân khá khéo. Mở chim sẻ. Phù đen tơn đầu. Mất một con phù thủy. Con sẻ chuyển sang hội đánh hốt mã kẹp phù rất nhanh. Bây giờ thì Lăng Lê buộc phải đem con ngựa chém của mình đi, nếu như anh ta không muốn bị đổi màu con ngựa chém trong tình huống vừa rồi. Đã bắt đầu có lợi thế dành cho Babylon. Vâng, có một nhà y của game thủ Gani công lên. Huy cũng đang, vâng, Huy đang khỏe. Nói chung là Huy vẫn đang khỏe, một y đang được sóc đều. Ra cả một nhà BA tự thủ y luôn, không cần đến cái sự trợ giúp của chim sẻ. Thực tế ở trận tiêu này thì Huy không nhất thiết phải đóng BA ra để thủ ở phía bên trong nhà, mà có thể kêu gọi những con cung R đến từ Babylon của chim sẻ tạt sang một tí thôi là có thể thủ được nhà y này của Roman trong tay game thủ Gunny rồi. Gunny quyết luôn, cảm thấy là bất lực khi mà công vào nhà của anh Huy. Huy cũng đang có những pha đánh cực kỳ chuẩn, và có một cái tín hiệu mừng, đó chính là Huy đang đánh theo kiểu là tự lực, không phụ thuộc quá vào chim sẻ, là tự mình làm, tự thủ luôn. Với một BA ở trong thì khi mà ra chỉ cần cung T thôi, tôi nghĩ chỉ cần cung T, chả cần phải nâng cấp cung A ba lỗ gì cả. Cung T đứng ở trong thôi, kết hợp với cả Y đứng tanh phía trước thì cung T có thể thủ lại những con Y của Roman một cách thoải mái và không hề lo ngại bất cứ vấn đề gì. Trong khi đó thì ở cánh bên kia thì hỗn mã kẹp phù thủy thì cho Son không có cái cửa gì để có thể đối đầu với hỗn mã kẹp phù thủy của Baby cả. Và tỷ số vươn lên dẫn trước 2-1 dành cho cặp đôi chim sẻ và anh Huy. Chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ tư sau mấy phút. Bên kia là Mark IA nhờ Shinsun anh em. Vâng, vừa rồi mình đọc nhầm quân của bảng 25. Yes. Bảng quân của chúng ta là Roman và Summer. Bên kia là Mark và IA. Yeah, yeah, yes. Đúng rồi. Zom Sam nha anh em. Roman, Summer. Bên kia là Mark của Gunny và Yamato của Long Lê. May quá, suýt chút nữa thì nhầm. May mà nhắc kịp. Hiện tại tôi đang không ngồi cùng phòng thi đấu của game thủ, cho nên là khi mà có quân thì mình phải chat lên cho anh em. Những game thủ cũng không có máy soi quân ở đấy. Ôi, quả đôi. Bên này cũng được, bên này cũng được em ơi. Rồi chỗ này cũng đẹp rồi, vị trí này cũng đắc địa rồi anh em ạ. Ôi, bỏ quả đôi 2, 3, 4, 7. 7, 15, 12 cây. Trời ơi, thêm cây nữa, một quả phụ 6 với một quả đầu 7 nữa thì mắc ba lê. Đây chính xác là quả đầu 7 và quả phụ 5 dành cho anh Huy. Một quả đôi là quá đẹp. Về chất quân ở trong trận này thì tôi nghĩ là cân thôi. Bên kia có một chút lợi thế khi sở hữu hai quân đều khoảng lặng ép đời tốt như là cả Max C và cả Ya. Bên mình thì có Zoman và quân ép đời thôi. Summer thì nó cũng không có bất cứ cái lợi thế gì về kháng ép đời cả. Nhưng bù lại thì Summer của game thủ anh Huy lại đang có cho mình một bãi quả đôi cực kỳ đẹp. Và đây là bầy hươu đầu luôn. Chúng ta sẽ quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ với bài đấu sẻ cầm Zoman. Đây là loại quân cũng gọi là sở trường của sẻ. Sẻ đánh Zoman cực kỳ hay và khỏe. Vâng, bây giờ thì rất là mong mọi người có thể ủng hộ cho ban tổ chức giải đấu cũng như là ủng hộ cho Clan FPS bằng cách chia sẻ kênh livestream, chia sẻ link like, rồi chia sẻ up my clip tới với những anh em bạn bè, những người có chung đam mê cùng thích xem đế chế. Thì chúng ta sẽ có thể tiếp cận tới nhiều người hơn, có thêm nhiều anh em vào xem giải đấu hơn. Hiện tại thì lượng khán giả đang theo dõi ở trận đấu này thì nó đang chưa được như tôi kỳ vọng. Mới đang chỉ có 2.000 khán giả thôi. Rất là mong mọi người sẽ chia sẻ lại cái link live này, chia sẻ lại lên Facebook cá nhân hay là chia sẻ lên bất cứ một cái thông tin, cái phương tiện nào khác để có thể có nhiều người vào xem hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Với Roman thì ở trận thiếu này chúng sẽ dù gặp Max C hay gặp Yamato đều có thể chơi một cách thoải mái. Đánh Trần Minh nhá.
Và lúc này thì ở trên khung chat của Maglit thì cũng đang có những bạn kỹ thuật, bạn support hỗ trợ có thể giải đáp những cái thắc mắc của anh em khán giả, mọi người tương tác ở trên khung chat của nền tảng. Nếu như anh em có những câu hỏi hay có những cái thắc mắc gì thì mọi người có thể comment, sẽ có người trả lời comment và giải thích cũng như là trả lời hỗ trợ anh em luôn. Trái quyền ca nhé. Chào Đỗ Kiến Đạt nhé. Rồi, hiệu voi quả phụ 3 voi. Bài đấu đẹp, rất đẹp dành cho chim sẻ. Nó hơi xấu ở cái chỗ là chim sẻ phải di chuyển ra đóng chiếc S đầu nó hơi xa. Nhưng với chất quân lợi gỗ như Zoman, giá cả xây nhà cửa rẻ, thì việc dồn gỗ lên chậm cũng không phải là vấn đề dành cho Zoman trong trận đấu này. Chúng ta có thấy nhà dân kích đời 7:36, muộn hơn so với Seng chỉ 10 giây thôi. Đây vẫn sẽ là một bài lên đời cực kỳ sớm và lực cực kỳ khỏe dành cho Zoman của chim sẻ. Và quay trở lại với màn hình máy của anh Huy. Huy cũng đang thiết kế thêm một bầy hiêu nữa ở phía bên ngoài. Một bầy hiêu có chiếc vé nhân đôi. Và cánh của anh Huy ở trong trận thứ hai đó chính là màu 2, Long Lê, người cầm Yamato. Và vẫn là một con chém cùng bóng nhà giống hai trận cho son trước đó. Thì trận đấu này thì Long Lê được cầm quân chém ở cái level cao hơn, tuyển hơn rất nhiều. Với Tránh Bình Vương nhá. Chào Vi Mê Tui. Rồi 2.200 người rồi anh em ơi. Mọi người tiếp tục chia sẻ đi ạ. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Đang có cái nút xe đấy. Anh em có thể bấm nút xe và xe lên Facebook cá nhân. Đan giờ chỉ bình luận trên MyClip thôi à, không bình luận cho FPS. Không, em vẫn bình luận cho FPS, nhưng giải đấu thì em bình luận độc quyền ở trên MyClip. Cách này là một mình đan thầu. Vâng, chào anh số điện thoại đầu 039 đuôi 4 nhá. Chào Hương Toi, chào anh Thành Lê, chào anh Trần Văn Thắng nhá. Nhanh thôi à? Liệu trận đấu này có nhanh thôi thật không? Mọi người cũng có thể tham gia cái mini game dự đoán tỷ số ở tại khung chat. Để có thể giành được những cái phần quà thú vị đến từ ban tổ chức. Ở những trận đấu sau thì sẽ có những cái phần quà hấp dẫn hơn. Càng ngày sẽ có thêm càng nhiều những phần quà hấp dẫn về dành cho mini game. Ai à? Bác C đánh thẳng Kuma với một thế chui hốc. Không biết đây là khung nhà hay chui hốc đây, chúng ta sẽ cùng chờ xem. Bởi thời điểm hiện tại thì con giò của chim sẻ vẫn chưa phát hiện ra toàn bộ thế nhà của đối phương. Và ba thằng dân di chuyển sang nhà của game thủ Gandhi đi một cái hướng khác. Vâng, đi vòng tương đối xa. Lực cấp giáp luôn. Rất từ tốn và chậm rãi, không quá vội vàng, không để lộ, không để lộ một tình huống đi dân. Rồi đập được ca rồi. Nếu như muốn sóc ca luôn, tôi nghĩ tên này thì Huy sẽ là người bơm cho sẻ một chút gỗ. Tí gỗ rồi, có thể sóc được con ca đầu rồi. Rồi có gỗ luôn. Dân chưa có bánh xe đến từ Long Lê. Tăng thêm một nhà BL. Tình huống công ca rất quan trọng. Và cánh kia thì với việc sở hữu đơn vị quân Summer, một loại quân có khả năng rất tốt, chống chém cực kỳ tốt. Bo lại không, bo ca lại không. Liệu sẽ có bo ca lại không hay sẽ vẫn đi vòng ra đây? Vậy là vẫn sẽ quyết định đi vòng ra. Lộ ca rồi, con ca nó lã một phát là ca đi biết rồi. Đã lộ ca. Ca này dã trên dốc xuống có đau rồi. Trời, đau.
Chắc chắn ngọt. Chắc chắn ngọt. Không thể sửa rồi, không thể phải e trong ở trong tình huống này. Và con ca của chim sẻ vẫn đang còn nguyên. Bây giờ thì cung A của Gani đã là con cung A hai áo. Vâng, chỉ T. Chúng ta có thể thấy thao tác của chim sẻ đang cực kỳ nhanh và chuẩn xác. Liệu có giữ được con ca hay không? Hình như con ca vẫn đang sống. Không, như vậy là con ca nằm xuống rồi. Tơ này công ca chưa ổn. Có lẽ sẽ phải chờ thêm những con ca mới nữa. Bắn máy của anh Huy, tham lai của Huy là 37. Bây giờ thì Huy cũng có thể là chuyển sang đánh châu cung R lên. Thế trận này trong trường hợp chim sẻ công ca không thành công, chuyển về thế đánh lâu dài, chúng ta vẫn có thể chơi một cách thoải mái. Bài mặc dù là bài đi dâng đến từ game thủ chim sẻ, nhưng đây là bài đi dâng nhà công. Và chim sẻ thì vẫn đang có một cái hốc cực kỳ kín, có thể ra được ruộng ở phía bên trong. Vâng, càng cao ở ngoài mà nã thôi. Vâng, bớt ngựa chém lại đây để kê. Lượng chém của chim sẻ đang cực kỳ đông. Vâng, thậm chí chim sẻ hoàn toàn có thể tích 3 đến 4 con ca xong rồi mới vâng lao vào trong cũng được. Cung Nga là một loại quân cực kỳ sợ ca. Ca nó dã rất đau luôn. Một pha chỉ tê sổn. Không, lần này chỉ có một dân nằm xuống. Nhưng ở nhà chim sẻ đang có một tình huống ngọt không. Vâng, quá mải mê chinh chiến và yêu đương ở bên phía nhà của Gunny. Bây giờ thì chim sẻ đang bị bay mất cái ốc ở nhà của mình. Khá nguy hiểm. Đây sẽ là khoảng thời điểm mà chim sẻ sẽ không lở được tham. Long Lê đang chém bởi e khá rát. Hai con ca. Hãy cẩn thận trong trường hợp không công được ca. Chim sẻ có thể sẽ là một bài đấu mất tham sâu luôn. Không biết lượng cung Nga của Gunny tụ được ở phía bên trong là khoảng bao nhiêu con. Tương đối đông đấy. Đấy, cho nên chim sẻ không thể nào vội vàng trong tình huống này được. Thêm một con ca nữa. Long lên không có nhiều chém để có thể chơi thế này không. Đau thế. Trước đó là tình huống mà con chim sẻ di chuyển, dân đã bị phát hiện chạy qua dân ăn hoang của Long Lê. Với 3 ca này, ta có thể thấy những con cung ma của Maxi không dám nhoi ra ngoài. Đây, chim sẻ phá dần rồi. Có thêm sự xuất hiện của game của anh Huy ở đây. Long Lê không có cửa để áp sát vào những con ca này. Rồi, ca giã cực kỳ chất lượng. Rất chất lượng luôn. Rất nhiều cung ma đang phải nằm xuống. Nhưng số lượng ca của chim sẻ đang nằm xuống toàn bộ rồi. Còn một con. Và cung ma của Gunny đã bắt đầu mỏng. Tơn này chúng ta tổ chức ốp vào. Lượng quân của chim sẻ đang có ở đây là rất đông. Tơn này khô máu luôn. Chém thậm chí sẽ là tay cút đang để cho một vài cung ở phía sau lưng phía bên ngoài của anh Huy bắn chùa. Và tơn này thì bác C của Gunny sẽ tắt tham. Chắc chắn là tắt tham tơn này rồi. Không thể đỡ nổi. Tỷ số là 3-1 dành cho cặp đôi chim sẻ và anh Huy. Những tình huống cầu ca là quá chất lượng và đó là gần như là khắc tinh của cung A rồi. Ca nó giã cung A cực kỳ đau. Những điểm trừ ở trận đấu này của chim sẻ đó, tình huống đánh mất hốc. Tôi nghĩ nếu như hoàn hảo hơn, thực sự là hoàn hảo hơn ở trong trận đấu này thì cái hốc chim sẻ phải giữ được. Và một tình huống khá là mải mê đi công đến từ cái tủ chim sẻ và để bị đối phương họ đục vào hốc. Mất hốc khá là lãng xẹt chỉ với hai con ngựa chém và một con ngựa giò. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 5. Mọi thứ đang diễn ra một cách khá là nhanh chóng. Chúng ta, cặp đôi chim sẻ và anh Huy đang có cho mình 3 chiến thắng công liên tiếp sau khi để thua Long Lê và Gunny ở trong trận thi đấu đầu tiên. Thua trận đầu và đang có 3 chiến thắng công. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ 5. Và tất nhiên là mọi người cũng nên nhớ ở giải đấu All-Star League năm nay thì có một cái điểm rất là thú vị. Đó chính là tiền thưởng sẽ tính trên mỗi game đấu. Đấy. Nên là nhiều khi là kể cả là có chạm 7 rồi, có điểm rồi đi chăng nữa thì tất cả những game đấu còn lại của lượt trận thi đấu nó đều có thể mang về rất là nhiều tiền thưởng cho các game thủ. Thế nó vẫn sẽ đảm bảo được. Nó vẫn sẽ đảm bảo được cái độ kịch tính trên mỗi một game. Và chúng ta sẽ theo dõi xem quân ở trong trận đấu tiếp theo là gì. Liên tiếp là những trận thi đấu quân được đánh giá nhỉnh hơn, đẹp hơn so với đối phương. Và cặp đôi chim sẻ và anh Huy vẫn đang không mắc bất cứ một sai lầm nào. Tận dụng được những cái lợi thế, tận dụng được sự may mắn. Và bảng quân số bao nhiêu đây?
4-16 là quân của chim sẻ Anh Huy. Bên kia là 18. Và quân số 12. Và quân số 12 đây rồi. 12, 4. Chúng ta có một Miwan và một Summer. Bên kia là Pan và Egypt. Vâng, bên mình là Min, Sam. Và đúng rồi Lý Nguyễn ơi, tất cả những kênh Facebook hiện tại đang phát sóng trận thứ hai đều là những kênh lậu, đều những kênh restream lại mà không có sự cho phép đến từ ban tổ chức. Đây là rất là mong mọi người hãy ủng hộ kênh chính thống. Đơn vị phải đầu tư chi phí, đầu tư công sức để đưa đến quý khán giả những trận đấu hay. Đó cũng là một cách mà mọi người có thể ủng hộ cho Team SBS, ủng hộ cho chim sẻ và ủng hộ cho cả cộng đồng. Không nên theo dõi trận đấu ở những kênh lậu. À vâng, cảm ơn anh Nguyễn Vũ. Ok anh. Vâng, nếu như có chiến thắng 13 sẽ donate cho cặp đôi chim sẻ và anh Huy 1M. Cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, chào Nguyễn Anh Tuấn nhá, chào anh Thành Lê nhá, chào anh Khắc Quý. Rồi em nhận được thông tin rồi, đăng ký kênh cũng không có thông báo. Cái này thì ok anh Thành Hoàng nhá, cái này thì em sẽ nốt lại cho bên bộ phận kỹ thuật của nền tảng MyClip và check lại xem cái thông báo đấy nó có bị lỗi hay không. Chào Nguyễn Trung Kiên nhá. Chào anh Bin Vũ, sửa quân. À rồi, ok anh em quên mất. Bên mình, bên kia là Pan Egypt đang mải tương tác với anh em quá, quên béo mất việc sửa quân. Vâng, chúng ta có Miwan của Team Sẻ và Summer của Huy. Huy có trận Summer thứ hai liên tiếp. Và đây là Miwan của Team Sẻ cũng đang có khá nhiều con voi lẻ ở những vị trí tương đối xa so với khu vực nhà chính. Thế nhà dò rộng ra thì đang hình thành thế, có thể cơ cấu được, đánh được Kuma trận này hay không. Quân bên kia đều quân rất khỏe và họ không hề sợ Kuma. Ban lại quân của đang lên đời sớm và đi khiến cho Kuma phải chịu rất nhiều áp lực. Còn Egypt thì tất nhiên chất cung R của Egypt nếu như có đủ công nghệ thì nó cũng chả sợ gì những con Kuma hai áo tầm xa 7-4 của Miwan cả. Rồi, có quả phụ rồi, bài hit đôi voi bầy hươu quả phụ. Nhưng Miwan này liệu có đánh cung Nga hay không? Tất nhiên chim sẻ vẫn là một mẫu game thủ có khả năng đánh chủ lực rất tuyệt vời. Ở nhà quanh nhà chim sẻ cũng khá nhiều quả phụ đấy. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi cái lựa chọn và cái quyết định đến với cặp đôi chim sẻ và anh Huy. Liệu có dám đánh thẳng cung Nga bài này hay không? Khá rộng đấy. Quay trở lại với Summer của Huy. Đây là mỏ quả. Mỏ quả phụ cạnh với một bầy hươu đang được thiết kế ăn ở tại chiếc S đầu nhân đôi. Một bài đấu nhà chính trắng phau không đồ lùa về. Hãng bắt đi căng. Không đồ lùa về thì tất nhiên điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ khó khăn hơn trong cái việc cố gắng ép được đời sớm. Không đồ về rất khó là ép sớm anh em ạ. Bài này buộc Huy sẽ phải đánh hơi trâu dân lên một chút, đồ ăn xa. Và đây cũng là một bài đấu mà lực của Huy sau khi lên đời cũng sẽ là khỏe. Bài không ép được sớm nhưng khỏe. Còn đó là bầy hươu đầu Huy chưa ăn. Bầy hươu đang ăn ở tại chiếc S đầu này là bầy hươu phụ. Bầy hươu đầu của Huy là bầy hươu sát mép bản đồ cơ. 25 dân.
Và quay trở lại với màn hình máy của chim sẻ. Chúng ta sẽ theo dõi xem sẻ ép đời như thế nào trận này khi sẻ đánh tới 27 dân. Và đây đang là những tín hiệu cho thấy chim sẻ sẽ sử dụng chiến thuật cung A của Miwan ở trong trận đấu này. Vâng, như vậy là chim sẻ vừa thủ được con cung T của màu 2 long lên, bài lên đời tương đối muộn ở trong trận thi đấu này. Và một chiếc bè nữa thì chim sẻ có thể kín hoàn toàn nhà của mình. Một cái e nữa, một cái thế xây BA mà cung A chắc chắn sẽ lở ở phía bên trong. Lực của chim sẻ đang khỏe và chúng ta sẽ đến màn hình máy của Huy. Huy đang đối đầu với màu 1 Gunny, người cầm pan bên phía của team Thái Bình. Và thậm chí là Huy còn đang đi cả những đơn vị cung R đầu tiên của Egypt cơ. Cần phải chú ý giữ quân, đừng để mất quân. Thường thì những trận thi đấu để chống lại cung A Miwan thì đối phương họ cũng sẽ có chiến thuật kiểu như là sẽ quay chết một nhà và cô lập Miwan, đẩy về thế 2-1. Lạc đà ban phối hợp với cung R Egypt đánh thế trận lâu dài, họ không hề ngán cung A của chúng ta. Vì vậy mà Huy cần phải giữ tham tốt, tham lai của Huy tụt xuống còn có 15 rồi. Và Huy đang phải chạy toàn bộ dân và quân của mình về phía nhà của game thủ chim sẻ, với ý đồ là giữ được bao nhiêu thì giữ. Huy buộc phải có tham ở trong trận này, không được để bị phía sâu. Và quay trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ, tham lai sẻ lúc này đang là 45. Đang cơ cấu ruộng lương tương đối đề huề rồi. Đen đe cho Huy vào trong. Đây, cánh rừng phía sát mép này, chạy xuống đây mà ăn gỗ đi. Sát mép bên này. Bên này cơ mà. Tham lai lập 10, bên kia Egypt lên muộn, bài yếu đấy. 35 dân, nhưng anh ta đang chủ động sóc dân luôn rồi. Dù là lên muộn nhưng tất nhiên chất quân của chim sẻ đó là cung A Miwan, một loại quân có khả năng cơ động kém, khả năng di chuyển rất kém. Cho nên là bên phía của Thái Bình họ cũng đang sử dụng và đánh bài rất là chuẩn, đánh kiểu ra dân khỏe ra. Chắc chắn
D1 không thể nào đẩy quân trước phút 20 được. Có sớm thì cũng phải là phút 22-23 D1 mới đủ tài nguyên, cơ cấu đủ lực và có đủ lượng quân để đẩy ra khỏi nhà. Chất quân D1 là chất quân đứng thủ khỏe và nó chỉ đi công khỏe khi có số lượng đông vượt trội, khoảng tầm 2-3 kích. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem cái tài chủ lực của chim sẻ, khả năng đọc trận đấu, khả năng đi quân của chim sẻ ở trong trận này, liệu chim sẻ có thể cân đôi trận đấu này hay không. Bây giờ thì tất nhiên rằng khả năng thi đấu của Huy đã yếu đi rất là nhiều rồi. Lạc đà của Huy đang có trong tay chỉ có khoảng 6-7 con lạc đà, toàn lạc đà yếu máu thôi, chính xác là 6 con lạc đà và rất nhiều những con lạc đà trong đó đang là thương binh. Ở nhà thì cũng đang bị đối phương họ đốt lờ các thứ rồi, họ sẽ không thể để cho con Summerian này có tham. Quay trở lại với màn hình máy của chim sẻ, 269. Chặt cái cây gỗ này đi chứ không mà nó đỡ tắc. Tham này 70-76, cần gia cố dày hơn ở mặt BB, đó là mặt yếu của chim sẻ. Kè nè liên tục để check xem đối phương họ có đứng quân ở phía con dốc trước cửa nhà hay không. Tham lai vẫn đang cần và có vẻ như Long Lê lúc này đang ra dân khỏe. Huy liệu có bóc được tơ nào hay không? Trước đó thì tôi thấy Huy bon men đến 12 giờ gặp. Vâng, sẽ có tình huống đấu quân, có cả lạc đạp ban trong tay cái thủ Gunny đang đẩy ra đây để đảo. Nói chung là Gunny cũng sẽ, tôi nghĩ là Gunny cũng sẽ chuyển sang chém, bởi dù là chém nó di chuyển không nhanh bằng lạc đà của ban, một loại quân, một loại lạc đà rất cơ động, nhưng chém thì có nhiều máu hơn và có khả năng tanh, khả năng chịu đòn trước Kuma Biwan hiệu quả hơn so với lạc đà. Hạng này 9 nick đến từ chim sẻ, bây giờ là một tình huống đấu quân. Cả hai bên đều có những đơn vị quân đứng dưới dốc và cũng đều có những đơn vị quân đứng trên dốc. Tôi nghĩ ở tơn thi đấu này thì bên kia hàng là những người có lợi thế, bởi vì số lượng quân đạo, số lượng ngựa chém của bên phía Thái Bình đang nhiều hơn so với bên phía SBS. Huy đang hơi ít lạc đà, không có nhiều lạc đà để đạp. Và Summer một đơn vị quân không có ngựa chém anh em, có muốn sóc chém đảo cũng không có, muốn sóc chém ra để đảo thì cũng không có. Có cái BE kia tôi nhìn cũng khá yếu, cái sao không bo thêm vào nhỉ. Cái BE đang cháy ở cạnh BM của sẻ, đó là một cái BE đây này. Chim sẻ vớt một vài Kuma ra đứng mặt sau. Tham này là 105, mà sẻ đã cơ cấu một số lượng ruộng đủ lực rồi thì cái tốc độ lửa tham của Miwan nó sẽ là cực kỳ nhanh. Như anh em cũng đã biết, con Kuma Miwan ở chỗ đấy hở hay gì kìa, chỗ cạnh bãi vàng như hở ấy. Tại sao nó ra được ngoài nhỉ? Một tình huống đi vòng công mặt yếu, đây là cái chỗ này này, đây cái chỗ tôi vừa nhắc đến đây này, là muốn lừa cho đối phương vào trong nhá. À, như vậy là tôi hiểu ý đồ của sẻ rồi, sẻ muốn lừa cho đối phương vào trong để vòng ra sau. Đây này, bên kia có vào được cũng không làm gì được ấy. Chạy còn một cái lớp nhà nữa ở trong để kê. Lại 127. Rất to. Bên kia 53 dân của Egypt. Tôi chỉ quan tâm dân của Egypt thôi. Ban lúc này thì không quan tâm lắm. Muốn xô vào trong, xô vào ăn gà. Đi lao vào khoảng 10 con chém. Bây giờ thì mất sạch ăn lại được của chim sẻ có vài thằng dân thôi. Sẻ sẽ câu giờ trong tuần này không ăn được khớ dân của sẻ đấy. Tơn ở nhà thì mình nghĩ là đỡ thoải mái. Thằng này lít 3 rồi. Tơn ở nhà thì mình nghĩ là sẻ đỡ thoải mái luôn. Còn tơn đi công, chúng ta sẽ chờ xem liệu bên kia họ có đủ lượng quân để đỡ tấn công lại của sẻ không. Tham lai cung ma lúc này đang là 104. Sẻ là một người đánh chắc, và tất nhiên sẻ là một tuyển thủ đi cung ma cực kỳ khét.
Cơ hội của chúng ta chỉ có một. Vâng, chỉ có một thôi. Tôi nghĩ là chỉ có một tình huống đẩy quân duy nhất của trận thi đấu này là tình huống đẩy quân này thôi. Hoặc là ăn, hoặc là thua. Không có lần thứ hai để chim sẻ có thể tụ được khoảng 3 kích cung A. Không có cơ hội thứ hai để chim sẻ tụ 3 kích cung A đẩy lên. Lượng cung A đang quá đông đến từ chim sẻ. Số lượng cung A của Egypt trong tay game thủ Long Lê thì cũng không hề kém cạnh. Ta đang có chém đảo, đang có một vài đơn vị sọc đơn đảo đến từ anh Huy. Lúc này thì không thấy quân của Gunny đâu. Bây giờ thì đẩy cao hơn đấy. Ô không, một pha đi cùng vài lỗi. Tham lai là 137. Tốc độ lở tham của Huy Hoan nó vẫn đang rất khủng khiếp anh em ạ. 30 giây cho một đơn lở quân vẫn cực kỳ nhanh. Và vẫn đang rất để ý các hướng ở nhà để tránh một pha móc máy vào đến từ ngựa chém của bạn. Và bây giờ thì đã quân to. Cái thế đứng quân của game thủ Long Lê đang cực kỳ xấu. Anh ta phải lùi toàn bộ quân về nhà rồi. Nhưng đây là con dốc. Liệu chim sẻ có trèo được con dốc này hay không? Số lượng cung cờ của Long Lê ở phía trên con dốc này cũng đang không quá đông. Tên này tôi tin rằng chim sẻ có thể trèo lên được. Nhưng chim sẻ đang có một pha bị lọt nhà. Một tình huống bị lọt nhà. Xử lý tình huống rất nhanh. Egypt lên 4 xong. Vẫn đang là 1 lít 3 đến từ cái tham lai của chim sẻ. Nhưng mà tôi nghĩ lúc này thì mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tân này sẽ là tân mà Egypt bay nhà. Và Huy sẽ là người cố gắng sóc cả cung đường, cả sóc tân ra những quản dân, những quản cơ sở của đối phương. Còn chim sẻ thì sẽ gom và tiếp tục đẩy. Đẩy đến đâu, lưu đến đâu, bay đến đấy. Thế trận chim sẻ đẩy thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Đúng cái thời điểm mà Egypt vừa mới lên 4 xong. Bắt đầu bật lời chờ để có thể ốp nhà quân của đối phương. Kìa, cung A đi lỗi kìa. Bây giờ thì cung đấy Egypt đã khạc ra lửa rồi. Nhanh tay cơ cấu lại. Sau đó tiếp tục di chuyển quân rồi. Phải đẩy được. Cung A đang đứng lẻ khá nhiều. Tham lai 1 lít 1. Tham lai đang tụt khá thảm hại. Tơn này thì màu 2 hết quân. Màu 2 tơn này hết sạch quân. Màu 2 tơn này hết sạch quân rồi. Được không? Chúng ta có thể thấy đây một trận thi đấu mà những đơn vị ngựa chém của Bangran trong tay game thủ các team cũng không có quá nhiều tác dụng. Cùng với Zip trâu máu. Vâng, kèm thêm tí lạc. Đó là vâng, có thêm tí đam đến từ cái công nghệ lửa. Và bây giờ là voi. Trời ơi, voi này mới căng này. Có vẻ như không có lực để sóc voi đến từ Egypt rồi. Không có lực để sóc voi bắn. Và Gunny quyết. Vâng, một tràng pháo tay dành cho game thủ chim sẻ ở trong trận này. Một trận thi đấu cùng mẫu mực đến từ vị trí của game thủ chim sẻ. Thực sự là đây là một trận thi đấu đánh cung A cực kỳ mẫu. Khả năng đi quân dứt điểm trận thi đấu là vô cùng tuyệt vời. Và như những gì tôi đã phân tích trước đó, chim sẻ chỉ có một cơ hội duy nhất đi quân thôi. Và tình huống đi quân duy nhất của chim sẻ ở trong trận thi đấu này với khoảng hơn 3 kích cung A thành công đẩy chết được nhà bầu 2. Long Lê cùng với Gunny không thể đỡ lại được 3 kích cung A đẩy lên đến từ cung A. Vâng, đến từ Miwan trong tay game thủ chim sẻ. Vâng, nói chung là khen thì chúng ta cũng không có những quá nhiều những cái mỹ từ để khen chim sẻ về khả năng đánh chủ lực, di chuyển cung A và cái thời điểm đẩy nó rất hợp lý và nó đúng lúc. Thì nếu như đẩy muộn hơn một chút nữa thôi, ở cái thời điểm mà chúng ta chưa đấu quân và đối phương họ lên song 4, họ có công nghệ, có thêm lửa thì tôi cũng dám khẳng định với anh em là trận này cung A của chim sẻ sẽ không đẩy được nếu như đẩy muộn, muộn hơn khoảng 30 giây hoặc là 1 phút. Là không đẩy được luôn đấy. Hay, thực sự là quá hay. Hit Egypt đối đầu với Asia. Đây là một kèo đấu khá là hay. Vâng, quân bên nào cũng đẹp. Nhưng bên kia quân cặp đôi Asia, cặp đôi tuyển
Vâng, khả năng ép đời là lợi thế hơn tương đối nhiều. Đây là hai loại quân có cùng lợi thế nha anh em, về khả năng di chuyển, tốc độ di chuyển của những quân lông dân rất là nhanh. Dân đi nhanh, tất nhiên nó sẽ có lợi về cả khả năng làm đồ nữa. Mặc dù thời gian làm đồ thì nó cũng bằng dân khác thôi, nó di chuyển nhanh, nó trả đồ về về nhà nhanh hơn, là một cái lợi thế để ép đời khỏe. Và đây là Hitty trong tay game thủ chim sẻ, một cụm R cực kỳ tuyệt. Và đây là một map đấu khá dị. Trận đấu này thì chúng ta sẽ cùng đoán xem cặp đôi Gunny và Long Lê sẽ ở mạng 12 giờ hay sẽ ở mạng 6 giờ ở đây. Bên mình thì hai ông hai đỉnh rồi, 3 giờ và 9 giờ rồi, thế đối nhau rồi. Và để tôi xem anh em comment nào, mọi người đoán trên 12 giờ hay là 6 giờ ở đây. Bây giờ đã gần 3.000 view rồi. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và rất là mong mọi người tiếp tục đồng hành và chung tay ủng hộ cho ban tổ chức bằng cách chia sẻ nền tảng MyClip, chia sẻ livestream trận thi đấu này để có thể tiếp cận tới nhiều khán giả hơn, có thêm nhiều những anh em cùng đam mê vào xem trận đấu hơn. Và thực sự là chất lượng của trận thi đấu cho đến thời điểm hiện tại vẫn đang là rất tốt. Đấu thứ 5, V1 Summer và V1 của chim sẻ đã làm được với một thế trận và đồng đội bị quay chết. Cân đôi hai nhà bên kia. Trận cung A thực sự phải dùng từ là cung A mẫu mực. Và trận cung A vừa rồi tôi nghĩ là ngoài tín bịp ra thì không có người vâng thứ hai có thể vỗ ngực khẳng định bản thân là tôi đánh cung A hay, hay hơn chim sẻ. Ngoài tiếng bịp ra không có người thứ hai dám vỗ ngực tự tin tuyên bố tôi đánh cung A hay hơn sẻ đâu. Tranh phù Dota nhá. Làm thế nào để xem lại trận trước à? Anh chờ kết thúc live đi. Anh em cứ xem hết để đợi kết thúc live thì xem lại. Tranh Chí Linh nhá. Còn xem trên MyClip thích hơn Facebook. Bởi vì có một cái thì em cũng chia sẻ với anh em luôn là xem ở trên MyClip thì mọi người không bị quảng cáo. Cứ thế là xem thôi. Xem trên Facebook thì lâu lâu thì nền tảng Facebook sẽ có những cái quảng cáo tự động. Còn ở trên MyClip thì không có quảng cáo. Mọi người xem khá là trơn, cứ thế xem. Và thậm chí còn được nghe nhạc nữa. Facebook thì mình không được mở nhạc. Còn trên này thì anh em nhiều khi là mình mở nhạc theo yêu cầu luôn. Anh em thích nghe bài gì được. Anh Trung Kiên nhá, đang lại khuyên thằng em Tiến Bịp. Tiến Bịp cầm Miwan làm gì ngán đối tượng nào đâu. Có thành phần nào, đối tượng nào có thể vượt qua được Miwan của Bịp cả? Bạch Long Vĩ à? Rồi, chúng ta sẽ đá qua mình máy của Huy để theo dõi một chút. Huy đang có con voi thứ 3 về nhà chính rồi. Ngày hôm nay thì đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là chúng ta cũng chưa có bất cứ vấn đề gì để chê trách anh Huy cả. Hoặc cũng có thể ngày hôm nay thì chú bé đần huy sức của chúng ta chưa có trận thi đấu nào phải cầm cung. Đều đang được rơi vào những cái thế dễ đánh. Thậm chí là khi cầm quân cung thì lại được đánh theo kiểu lạc đà kèm với cung lờ, rất là dễ chơi. Chưa rơi vào một thế trận khó dành cho Huy. Và chú bé đần huy sức thì anh em biết rồi. Khả năng cầm cung của Huy trên thang điểm 10 thì tôi chắc chỉ chấm 2 điểm thôi. Đấy là 2 điểm cho khả năng ép đời. Chứ còn khả năng cơ cấu, khả năng đi đứng quân, khả năng cảm nhận đọc trận đấu của Huy thì vâng, một tin đen xì về chỗ. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì Huy vẫn đang thi đấu ổn, rất ổn là khác. Tránh Bằng Nguyễn nhá, tránh Minh Phương. À, hôm nay thì chủ tịch ra tối hậu thư rồi. Tối hậu thư của chủ tịch rồi. Ngày hôm nay mà còn thua nữa mà Huy còn thi đấu theo cái cách mà chúng ta thường thấy ấy, với một cái phong độ thấp ấy, thì khả năng là sẽ có dự bị vào thay thế vị trí của Huy. Tuyên bố luôn rồi. Nên là có lẽ đó cũng là một cái động lực và vừa là một cái áp lực để khiến cho anh Huy thi đấu một cách mạnh mẽ hơn.
Với tranh Long Kim nhá, tranh Vũ Thế Lâm, tranh Nguyễn Giang nhá. Em thì lòng xào dưa thì cũng sở trường rồi. Em vẫn còn nhớ có một cái giải đấu mà bọn em tham dự ở bên Trung Quốc, đi Quảng Đông. Úi dồi ôi, đi ra cái chợ ăn đêm. Ở đấy nó lại bán lòng xào dưa anh em ạ. Trời ơi, hương vị nó như Việt Nam không khác cái gì. Hóa ra là bên Trung Quốc cũng chuộng cái món lòng xào dưa lắm. Và tất nhiên là để trải nghiệm trận thi đấu một cách mượt mà và ngon nghẻ, ngon lành nhất thì mọi người có thể truy cập vào App Store hoặc là CS Play ở trên các thiết bị mobile, có thể tải ứng dụng MyClip, sau đó tìm kiếm và bấm theo dõi kênh iStarlink để có thể nhận được những thông báo mỗi khi kênh có sóng anh em. Và quay trở lại với những diễn biến ở trong trận đấu này thì con Cute Hit của Chim Trẻ đang di chuyển lên và đẩy vào nhà của màu 2 Long Lê, người cầm chém của Yamato. Và Long Lê thì cũng đang được hỗ trợ bởi con cung T của ACDA trong tay game thủ Gunny rồi. Thế nhà bên kia rất gần nhau, ôm nhau ở dưới 6 giờ và đó là một góc nhiều đồ ăn. Long Lê cũng đang có một bài đấu lên tới cực kỳ sớm. Huy cũng đang chém được vào đây rồi. 2L đến từ Long Lê. Ôi, bo rồi đấy ạ. Quá đen cho em tôi. Bo rồi, nhưng lại hở. Mất quá ăn bỏ quả, đang ăn hoa ngon, ấm ăn hết được bãi quả đấy thì Huy sóc được rất là nhiều lạc đà luôn. Ở thế nhà của Huy thì đã bo kín hết rồi. Lạc đà có lợi thế khi đối đầu với cựa chém. Huy vẩy thêm một cái bóng e ở trong nữa thì đảm bảo lạc đà sẽ sinh ra phía bên ngoài. Chốt thêm một cái bóng e nữa ở cạnh chiếc nhà BM, ở đúng cái góc chiếc nhà BM và chiếc nhà BL. Không, hai cái nhà L của Huy đều là chiếc nhà L, có thể lở dân lở quân ở trong. Thằng này chiếc trẻ đang là 30 và đang là một tình huống mất khoảng 4 thằng dân ở tại mỏ gỗ. Một tình huống quạt và thả chém mỏ gỗ khá là hiệu quả đến từ Long Lê. Cái gì đây? Nhà chính mới đến từ Gani. Phút thứ 16. Hay đây là một tình huống đen nhà chính đi và chui vào đây. Phút 16 thấy có nhà chính bên nhà đồng đội. Xin lỗi anh em, bên kia thì Gani và Long Lê đang phối hợp quân với nhau để thủ ở nhà. Tấn công đầu tiên của Chim Sẻ 4 con di chuyển đi và nó vẫn đang bảo toàn tính mạng, ăn được bãi vàng của màu 2. Và quay trở lại với anh Huy, hôm nay Huy là 22, Huy đang làm một bài cố gắng sóc 2L không bánh xe để đảm bảo số lượng quân. Cặp đôi AC và Yamato vẫn đang là một thế phối hợp quân đi chung với nhau. Bây giờ thì rất khó để cho Huy có thể đỡ được trong tình huống này. Có lẽ là thời điểm hiện tại thì Huy cũng đang trên con đường nâng cấp bánh xe rồi. Trên con đường nâng cấp bánh xe để giữ đạo dân này. Chạy toàn bộ dân ra ngoài. Quay trở lại với Chim Sẻ. Nhưng mà bên kia cả hai game thủ bên phía Chim Thái Bình đang tổ chức ốp vào nhà của Huy thì Chim Sẻ cũng có một tình huống công lên, nhưng số lượng quân của Chim Sẻ đang khá là ít. Chưa ăn thua. Yamato vẫn đang khỏe thì đánh ôm nhau đến từ AC và IA. Và khó. Tỷ số là 2-1. Và chúng ta cũng có thể thấy cái sức mạnh đến từ cặp quân AC và Yamato. Hai quân của hàng ép đời tốt và cái thế ôm nhau. Và một cái thế ôm nhau được cơ cấu rất là đẹp dành cho Long Lê và Gunny. Một cái thế mà họ có thể phối hợp với nhau, hai game thủ bên phía Thái Bình có thể phối hợp với nhau, vừa đi câu mà vừa đứng thủ nhà cùng nhau, cực kỳ tuyệt vời luôn. Và khi mà thế nhà của chúng ta xa nhau như này thì gần như là khả năng phối hợp dành cho Chim Sẻ và anh Huy ở trận thứ hai là không có. Rất khó để có thể phối hợp quân cùng với nhau. Và khi tách lẻ ra thì một không thể nào chọi được hai. Và đó cũng là những cái yếu tố giúp cho Long Lê và Gani có thể thắng được ở trong game đấu thứ 6 này, rút ngắn tỷ số xuống 2-4. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ 7 sau mấy phút. Huy ghé tim kìa. Rồi, ok rồi. Và chúng ta sẽ đến với những diễn biến ở trong trận thi đấu thứ 7 thôi. Cách biệt lúc này vẫn đang là 2 game. Cặp đôi của FPS Chim Sẻ và anh Huy vẫn đang tạm dẫn trước cặp đôi của Thái Bình, đó chính là Gani và Long Lê, với tỷ số là 4-2.
Mỏ quả đầu 7 cây dành cho chim sẻ, nhưng đây là một mỏ quả tương đối xấu. Bé vẫn đang ướm và tìm kiếm vị trí đóng trước nhà BG. Như vậy là quyết định đã được đưa ra, chim sẻ thiết kế trước nhà BG ở phía dưới con dốc. Với dân IA thì mặc dù là mỏ quả hơi dốc, tôi nghĩ nó cũng không, tức là nó không bị quá ảnh hưởng so với các quân khác. Đấy, đây là cái lợi thế mà IA có thể mang lại đây. Dân di chuyển nhanh, tốc độ mang thịt về chiếc nhà BG nó vẫn sẽ nhanh, nó vẫn đảm bảo chim sẻ sẽ không bị chậm dân ở trong trận đấu này. Nhưng để chắc chắn còn sóc dân đều liền mạch, không bị đứt, không bị thỉnh thoảng nó không bị trễ nhịp, tôi nghĩ là chim sẻ vẫn sẽ cần phải tìm được ra những cái đồ lùa về. Voi hoặc là hiêu cũng cần phải được về nhà chính sớm. Đây là vẫn đang hơi bị đứt nhịp này. Và tức là vẫn có chậm dân, nó không bị chậm nhiều. Mỗi một nhịp sóc dân của chim sẻ nó sẽ bị delay một chút. Đấy, tất cả những tơn sóc dân nó đều đang bị delay, chỉ là không bị chậm hẳn thôi. Vậy là chim sẻ vừa tìm thấy đây rồi, hay thấy đôi voi sớm cũng ngon. Thấy luôn thì đẹp, thấy luôn thì tôi khẳng định với anh em là sẻ sẽ câu về luôn. Như vậy là ngoài ra thì chim sẻ thấy liền một lúc hai bầy hiêu rồi. Đều là những bầy hiêu xa, không rõ đâu mới là hiêu đầu. Vâng, đối với những anh em đang dùng sim Viettel, dùng mạng di động Viettel để thưởng thức giải đấu AOE Star League không giới hạn lưu lượng data 3G 4G và xem các video giải trí khác trên MyClip, mời anh em soạn tin nhắn theo cú pháp DKM30 gửi 9062 với cước phí là 3.000 đồng một ngày, DKC30 gửi 9062 cước phí 10.000 đồng một tuần và DKT30 gửi 9062 với cước phí là 35.000 đồng một tháng. Đây là một cái gói xem trực tiếp ở trên MyClip, không giới hạn lưu lượng tốc độ 3G 4G anh em nhé, dành cho những anh em nào mà không có wifi hoặc là mọi người đang đi đường hay là đang ở một cái khu vực nào đấy không ở nhà, mọi người theo dõi 4G nó cực kỳ ngon luôn. Vâng, theo tôi thấy nhiều khi 4G xem còn ngon hơn cái wifi internet mà anh em lắp mạng ở nhà. Đặc biệt là thỉnh thoảng có cái hôm mà có những cái tơn mà cá mập cắn đứt cáp ấy, thì lúc đấy 4G nó lại rất quan trọng luôn. Nhiều khi mọi người cần mạng ngon để làm việc hoặc để giải trí thì 4G là một cái sự lựa chọn vô cùng hợp lý trong những cái ngày mà đứt cáp. Đá qua mình máy của Huy. Huy cũng đang có rất nhiều voi. Sẻ cũng vậy, sẻ cũng đã câu được rất là nhiều voi về nhà chính rồi. Huy sẽ là 3 voi và bầy hiêu về nhà chính, một bầy hiêu cạnh rừng nữa. Không thấy có những tín hiệu đi dò thêm đến từ anh Huy. Có lẽ là đã đủ đồ rồi. 23 dân tích 7 phút 10 giây. Tôi sẽ thầu luôn màn hình máy của anh Huy trận thi đấu này nha anh em. Chúng ta sẽ trở lại màn hình máy của chim sẻ ở khoảng phút thứ 14. Bây giờ xem Huy trước đã. Oh!
Vâng, đang khung được một bật dành cho anh Huy. Và hình máy của sẻ hình như có biến. Tôi thấy nghe thấy tiếng cung bắn. Như vậy chim sẻ đánh khung A trận này. Và đối đầu với bầu ba Long Lê. Cánh này sẻ đối đầu với Cho Son. Thế nhà không khung. Vâng, liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn đến từ chim sẻ hay không? Một thế nhà không khung. Đánh cung A đối đầu với Cho Son. Sẻ đang có 5 cái ruộng ấm, đang cố gắng tích lực. Vâng, con giò không có giáp. Tôi đã thấy có những tín hiệu đi dần lên đến từ Long Lê để công phù rồi. Chắc chắn là có công phù rồi. Vâng, có thêm cả ngựa giò màu 4 sang đây. Sẽ cố gắng giữ lấy 6 cái ruộng. Một nhà đang được sóc. Vâng, đang cơ cấu lực. Vâng, đang căn kè thực. Ở đây rồi, úi dồi ôi, một tấn đồng đồ rất đậm đến từ Huy, hay quá Huy ơi. 176 thịt, 176 thịt, giúp ích rất nhiều. Sẽ giúp cho chim sẻ có thể lở được cung A đều. Trước cái giai đoạn mà lượng phù thủy của Cho Son đủ đông để công vào. Và định máy của Huy, Huy có lẽ là cũng không sóc quá nhiều chém ở trận này. Thủ đấy chủ yếu là bơm đồ rồi, sóc phù và bơm thịt cho sẻ thôi. Chỉ cần sẻ tụ đủ đông cung A là tươi. Bên kia thì Miwan của Gani là một bài Miwan đánh chém, không phải bài Miwan đánh cung. Vâng, mất con ngựa chém, mất đúng con đầy máu, đẹp thế. Vâng, pha Long Lê có lẽ là cũng đã soi máu để phù rồi. Có quay lại công phù min không? Công phù lên nhà Miwan luôn không? Và quay trở lại với sẻ thôi, tham gia 33 xin sẵn sàng phải dụng rất to. Và tất nhiên với một trận thi đấu mà bên phía của Thái Bình có một Miwan và cung A Miwan sẽ là một loại quân lợi thế hơn so với khỏe hơn so với cung A Yamato rất nhiều. Và để khiến cho trận thi đấu được giải quyết nhanh, không để cho bên kia có cơ hội chuyển cung A và tụ đủ đông cung A Miwan, thì tôi nghĩ trận thiếu hai chim sẻ đang thực hiện ý đồ đẩy quân nhanh và đẩy quân sớm cực kỳ hợp lý. Bởi vì bên kia họ không có chém để họ công ở nhà của sẻ. Họ không hề có chém để công ở nhà của sẻ. Chỉ là những con chém lẻ tẻ thôi, một hai đơn vị quân thôi. Không được, đen này chạy thôi. Vẫn một dân, không vấn đề gì cả, sẽ hơi bất lực một chút. Hai con chém đang quấy. Thoải mái, đỡ vô tư. Ốp Miwan luôn không? Máy của anh Huy tham lai 29, Huy bắt đầu lâng bánh xe. Và công phủ lên nhà Miwan rồi, Miwan của Gani đã có tín hiệu chuyển cung A. Nếu như chúng ta đánh chết được Cho Son, thế trận sẽ là thế 2-1. Và Yamato với khoanh ruộng như này thì Huy sẽ ra được rất trâu chém. Ba lỗ rồi, mới là cung A ba lỗ rồi. Liệu sẻ có ốp luôn không? Không, như vậy là quyết định của chim sẻ là sẽ không ốp thẳng sang nhà Miwan. Chim sẻ muốn đánh kỹ nhà Cho Son trước, không cho Cho Son có cơ hội gom phù. Lượng cung A như thế này là quá đủ để giúp chim sẻ có thể ốp được ba nhà phù của đối phương. Cho Son sẽ phế khi mà bị cung A ốp phù. Một vài con phù thủy say rỉa thôi. Như vậy là bài toán Cho Son châu phù trong trận này thì chúng ta đang giải quyết được. Và quyết định đánh cung A của chim sẻ với một thế nhà xấu hiện tại đang đúng đắn. Vâng, đánh chết Cho Son đưa thế 2-1 thì dù là cung A Miwan có lợi thế hơn ít nhất 2 tầm xa ở đời 3 so với cung A của Yamato, nhưng chúng ta sẽ có những đơn vị ngựa chém đảo đến từ Yamato của Huy. Chúng ta có thể khắc phục lại cái bất lợi về tầm xa khi hai con cung A lại đối đầu với nhau. Và định máy của anh Huy tham lai 36, Huy đang bắt đầu trâu chém lại rồi. Bởi thời điểm hiện tại thì chim sẻ không cần phải nhận đồ bơm của Huy nữa. Ok, rồi tách hai con vào trong. Thậm chí Huy ốp từng này chém ốp A chết luôn. Tôi tin là tên này Huy ốp chết luôn một vốn. Ở nhà thì Huy cũng đang bị công lên, cùng lắm là đổi. Đổi thì lãi to. Vâng, đổi thì lãi to. Rồi, quá lãi dành cho một tên đổi của Huy và tỷ số là 5-2. Một trận thi đấu mà Huy thi đấu cực kỳ tốt. Chọc giò, giảm áp lực, bơm đồ.
Và sau đó là có một pha đổi chém chết luôn Gunny trong tơn này. Tơn này chúng ta có thể thấy lượng chém của Gunny của anh Huy và ở bên phía nhà của game thủ Gunny là rất đông. Và cái thế chém ốp A như này thì tôi vâng chém bay luôn cả ruộng này thì Gunny chả lấy gì ra để đỡ ở nhà cả. Trong khi đó chim sẻ đang khỏe nguyên. Ốp A thì bắt đầu phế rồi. Quay và 5-2 là tỷ số sau 7 ván thi đấu. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ 8. Muốn lên nào. Hai trận thắng nữa thôi chúng ta sẽ có điểm. Ngày hôm nay thì cặp đôi Hào và Mạnh cũng đã mang về được 2 điểm ở thể loại 2-2 rồi. Hào và Mạnh buổi chiều hôm nay cũng đã có điểm. Để chúng ta sẽ chờ những cái điểm số được mang về nữa dành cho nội dung đoàn thể. Đây là một giải đấu có tổng giá trị giải thưởng lên tới 400 triệu Việt Nam đồng anh em ạ. Giải rất to. Chuyển qua màn hình máy quay quân, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Rồi, Persian. Chúng ta sẽ đến với những diễn biến ở trong ván thi đấu thứ 8. Đánh Nguyễn Thế Quyền nhá. Đang nhà ở Vinh à? Không anh, em ở Hoài Đức. Chào anh chạy bún chay. Đang chuẩn kỹ thế à? Vâng, em thì mặc định là sẽ bình luận các trận thi đấu của Clan FS thi đấu ở trên nền tảng MyClip rồi. Đây là mọi người mà tìm em thì cứ vào đây. Vậy tránh Minh Đức nhá, tránh cũng thế. Anh em xem trên app hơi bị mờ á. Cái này thì em nghĩ là một phần do chất lượng mạng của mọi người nữa. Em thì đây, em đang test trên điện thoại đây. Em đang theo dõi, em test trên cả máy tính và trên cả điện thoại. Rất là ngon. Đây em đang xem bằng 4G trên điện thoại LED. Đang test cả trên trên điện thoại rồi là cả trên máy tính. Em cũng đều đang vừa làm và vừa test. Này, hiện tại thì em đang theo dõi bằng 4G trên điện thoại của em thì cũng là bình thường. Đang ở đâu Hải Đức à? Em ở An Khánh á. Chim sẻ đang có 7 hiệu. Đấy đây, 7 hiệu có 5 con. Bơ thì tất nhiên là cần rất nhiều hiệu voi. Em là cũng chia sẻ thật với em là em cũng có đăng ký những cái gói gói 4G ở cái thuê bao di động của mình, cho nên là khi mà em sử dụng điện thoại ấy, từ khi là ở nhà thôi, ở nhà thì ở nhà có lắp mạng thì có wifi thôi, chứ còn mỗi khi ra ngoài thì em chỉ dùng 4G thôi. Phải nói sẽ dùng 4G ngon hơn. Vâng, phải nói dùng 4G ngon hơn dùng wifi rất là nhiều. Wifi nhiều hôm đứt cáp và anh em còn không dùng nổi cơ. Xem nó lag. Xem cực kỳ lởm luôn khi mà sử dụng wifi, sử dụng mạng ở nhà. Nếu hôm đứt cáp nó tù lắm. Nó xem dùng 4G sướng. Mà cái cước phí đây, chia sẻ luôn với anh em, mọi người ai mà đang dùng mạng Viettel ấy, anh em có thể đăng ký gói để theo dõi video, theo dõi live stream, theo dõi giải đấu rồi tất cả các video clip khác ở trên nền tảng MyClip, không giới hạn data. Đấy, tức là xem 4G tèn ca đấy thì mọi người có thể đăng ký gói theo cú pháp DKM30 gửi 9062, cước phí chỉ 3.000 đồng một ngày. DKC30 gửi 9062, cước phí chỉ 10.000 một tuần. Và DKT30 gửi 9062, cước phí chỉ bằng 1 bát phở một tháng, 35.000 một bát phở. Rất rẻ. Bởi vì giải đấu chúng ta diễn ra rất dài, 40 tuần nó tương đương với 4 tháng cơ. Tính ra anh em có thể ủng hộ cho gọi là ủng hộ đi, là bằng cách là sử dụng dịch vụ thì mọi người xem 4G phát là bêu. 4 x 35, 35.000 một tháng. 4 x 35, 140 cảnh. Sự nó cũng không phải là một số tiền lớn. Và lại không bị quảng cáo. Thực sự là nó xem trên bài clip anh em không dính tí quảng cáo nào luôn.
Nhưng mà nó chỉ áp dụng cho thuê bao Viettel thôi anh em nhá. Mọi người mà dùng mạng di động khác là không đăng ký gói được. Cái này chỉ áp dụng cho thuê bao Viettel thôi. À nhầm, sorry anh em, 10 tháng nhầm, chết rồi, tôi lại thần đồng toán học rồi. Lại thần đồng toán học rồi. Vâng, 40 tuần là 10 tháng. 10 tháng tính ra là 350 anh em xem cả giải. 4 giờ luôn. Mà ngoài giải đấu ra anh em có thể xem được các cái video khác, các cái clip giải trí khác. Em nhầm. giả vờ nhầm cái xem anh em có tinh ý nhận ra không, nhưng mà thực sự là các khán giả của DJ, các khán giả của kênh Mạch Clip, mọi người đang rất là tinh tế, anh em phát hiện ra được cái lỗi sai của vận động viên. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi quay trở lại với màn hình máy của chim sẻ. Nhưng Huy đang là một bài đấu lên muộn, bên kia Pan và Roman đang có những bài ép đời cực sớm nhá. Bản đồ 4 tuyển, toàn quân ép đời gắt rồi, quân nào cũng ép đời ghê. Cảm giác trận này mà kích cuối 10 thì nhìn như kiểu không lên đời luôn. Ở nhà thì chim sẻ đang bị chọc bởi con giò của một. Chim sẻ thì đang chủ động chọc chéo con giò sang bên phía cánh nhà của bố hai. Này căng đấy, cảm giác không được biến. Rất đánh đá đến từ lòng lề. Tao lên đây. Phong cách cách cọc giò chim sẻ vô cùng khó chịu. Rất nhiều tay. Lòng lề chưa là thể nào mà bo bế được cái bãi gỗ này. Thực sự là con cựa giò của chim sẻ cho đến thời điểm tại nó đang quá khó chịu. Và Long Lê quyết định là bỏ luôn một vài thằng dân ở phía bên ngoài, không chui vào trong bãi gỗ luôn. Vậy thời điểm hiện tại thì Long Lê có lẽ cũng chuẩn bị có bánh xe rồi. Bài Van Gran của Long Lê cũng là một bài lên đời cực sớm. Bất cứ việc gì khác chỉ có ăn với cả dùng mấy thằng dân này để đỡ giò thôi. Chim sẻ đang mất một vài thằng dân ở chỗ bãi vàng. Ban đang khá yếu nha. Huy là 26 đánh cung an, tí nữa tôi sẽ quay lại máy của Huy sau. Huy bị Ban dâng lờ vào nhà nhưng Huy nhốt được lờ của Ban. Đây là một cái hốc. Đẻ con sốc, đẻ con cung tê hay là con gì ra để ấy đi ác, đúng rồi. Ồ, Huy sẽ sống. Ôi thì Huy sẽ vẫn đang đi cánh, giảm áp lực cho Huy cực kỳ tốt. Một trận bàn lên sớm nhưng đang có những dấu hiệu phế đến từ Long Lê. Vâng, anh ta bị nhốt như thế này dù vâng bốn con chém ở trong. Mang thêm dân ra sửa đi cho chắc. Rồi cái nhà L lại bị phế, bốn con ngựa chém. Vâng, một số lượng tài nguyên không hề nhỏ để dành cho game thủ Long Lê. Và bây giờ thì anh ta đang chết dần những đơn vị ngựa chém của mình. Thực sự hay đến từ anh Huy. Và chúng ta cũng phải dành những lời khen cho Huy cho pha thủ ốc. Một tình huống bị Bangran dâng lờ vào trong ốc. Và với cộng thêm với những cái yếu tố đến từ tình huống đánh chéo cánh đến từ game thủ chim sẻ, thì bây giờ ban của Long Lê đang là một bài ban phế, rất phế luôn. Bây giờ thì Huy đã lên được ngoài áo và đang cơ cấu được lực khỏe rồi. Một cái lợi thế vô cùng lớn cho những cặp đôi chim sẻ và anh Huy ở trong trận đấu này. Quay trở lại với chim sẻ rồi, tham gia chim sẻ là 22 và bây giờ thì Ban chuẩn bị fit. Vâng, Ban có lẽ là chỉ còn lại mỗi khu vực bãi gỗ thôi. Còn mỗi gỗ thôi. Bây giờ chim sẻ công lốt vỏ gỗ này thôi là hết. Vậy là kết thúc rồi đúng không? Đen. Vâng, phù nó lại còn đen nữa. Phù lại còn đen nữa. Bây giờ sống sao? Sống làm sao? Chết. Vâng, có phù thủy đẩy sang cứu. Vâng, chim sẻ vừa mất hai con, vâng hai đơn vị quân. Hù lại được con này không?
Không, như vậy là các tí cũng đã rất nhanh tay đen đi rồi. Thằng này chia sẻ là 22. Và khi Yamato đang có một tham lai khỏe thì ở trận thi đấu này lại đang trong tầm kiểm soát, đang trong tầm kiểm soát dành cho đội chim sẻ Anh Huy. Và chỉ cần một tình huống lâng rát đẩy quân thôi, Anh Huy có thể cân cả bản đồ này. Phan chết rồi. Còn lại, vâng, còn lại chỉ là Roman của Gunny thôi. Một bài Roman đánh châu phủ, một bài Roman đánh châu phủ. Không đánh giá cao bài Roman của Gunny. Gunny đang có 38 dân, đang sốc dân khỏe. Có lẽ cần phải nâng cấp công nghệ và đẩy, đặc biệt là cái giáp bột. Ở bên kia chất quân của họ là quân chém. Roman đang ra một mạch dân. Ở trận thứ này anh em phối hợp với nhau hay thật. Của Ban còn đúng 2 dân nữa. Ban chỉ còn có 2 dân thôi. Trong khi đó thì Huy đang là Kuma tầm xa 2 giáp 4. Ở nhà thì vẫn đang cơ cấu rất cẩn thận, chắc củ. Chim sẻ 16 vẫn đang ăn hoang đồ. Sẻ có lẽ tôi nghĩ chả cần phải bơm thêm. Huy bây giờ tự lực được rồi. Huy tự lực được rồi. Cứ để Huy tự lực. Sẻ sóc tí lạc đà hay là tí phù thủy đi cùng. 41 dân. Và thằng này chúng ta đang đè cực kỳ mạnh. Lúc này có lẽ là chúng ta sẽ theo dõi màn hình máy của anh Huy để xem Huy cầm cung như thế nào. Gần đây thì rất nhiều nhận xét không tích cực về cái cách đánh cung của anh Huy. Khả năng cơ cấu yếu, khả năng con quân, khả năng đọc trận đấu, đi đứng quân của Huy đang là một cái dấu hỏi về phong độ, dùng từ là rất yếu luôn. Ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy anh Huy chúng ta gần như là đang là một anh Huy khác, rất khác so với mọi ngày. Ngày hôm nay thì Huy không sức không mẻ một tí nào luôn. Huy hôm nay rất lành lặn. Huy hôm nay lạ lắm. Huy cũng ba kẹt. Tôi vẫn cảm giác là đơn vị khi mà Huy đánh cung, cái đơn vị cung, đơn vị quân của Huy là di chuyển nó không được tí. Tên này cắt đi hết quân thì đỡ làm sao được tên sau. Lấy gì ra đỡ tên sau. Thôi thì thừa thắng xông lên thôi. Vào lao thẳng vào mà úp sọt thôi. Số ván gà thôi em ơi. Chờ đợi gì nữa đúng không anh em? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thôi đứng thế đẹp vào nào rồi. Ôi đi cùng A này. Vừa mới khét xong cùng A đứng quả bả ngay vào mồm tiền. Sẻ cũng đang ăn với hiệu cửa nhà Gatti ạ. Đây vẫn là một thế đứng cung đẹp. Và mất một vài con ở trong tình huống đi lỗi trước đó thôi. Ờ, cháy ruộng hay gì kìa. À không. Đứng đây thôi, đứng cái khe này thôi. Gatti đang có khoảng 6 lờ ạ. Vàng. Ôi dồi ôi, 500 thịt không vàng này. Cơ cấu lực thế này, chết tôi. Ôi ôi ôi, 1000 thịt không có vàng, đến đây rồi. Cơ cấu lực thế này, chết tôi. Vâng, sẻ cũng đang đánh rất khó chịu. Chúng ta có thể thấy những cái tình huống vào dây e kiểu chặn đường của cái đi. Chạy thẳng vào. Chạy thẳng vào Kuma kia về. Vào đây đúng rồi, chạy thẳng vào. Việc gì đứng lại bắt đầu này. Tôi này đang hơi không sóc quân lúc rồi. Không có vàng sóc quân. Vàng yếu quá. Và Gunny quyết tỷ số là 6-2. Hay quá. Thực sự trận đấu này hay. Quá hay luôn. Vâng, đặc biệt là tình huống nhốt L đây. Vâng, đây tình huống nhốt cái BL này nó là mấu chốt của trận đấu này luôn. Nếu như Huy mà không nhốt được cái L này thì trận đấu này chúng ta thua. Bởi vì khẳng định với anh em cánh bên kia sẻ không có cửa với Roman của Gunny. Gunny chỉ cần châu phù ra thôi. Một bài Persian không được biến, không có cửa với bài Roman này. Roman quá khỏe. Nhưng ban của Long Lê trận thứ hai thực sự là một gánh nặng đối với Gunny. Anh ta không gánh nổi. Ban phế. Không có chỉ số kim. Ở nhà thì mất dân. Còn ở mặt trận đi công, mặt trận ôm bom thì bị nhốt L mất tới 4 đơn vị ngựa chém. Tao phải biết thời điểm đầu sóc 4 con chém nó tốn lắm chứ. Đó là cái lượng tài nguyên cực kỳ quan trọng giai đoạn đầu game.
mà Long Lê lại không tận dụng được. Và đó là lý do vì sao mà bộ đôi Long Lê và Gunny mặc dù là một trận thi đấu map đẹp hơn, lên sớm hơn nhưng vẫn thua. Nó sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 9. 6-2 rồi, chỉ một chiến thắng nữa thôi là cặp đôi Huy Sẻ sẽ mang được về những điểm số dành cho Clan FPS. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến ở trong ván thi đấu thứ 9. Lúc này tỷ số đang tiếp tục được giãn cách và khoảng cách bây giờ giữa hai team đang là 4 trận thi đấu. Và lúc này thì tỷ số vẫn đang là 6-2 tạm biệt với game thủ bên phía Chim Sẻ và anh Huy. Một cái khoảng cách về điểm số đang rất có lợi để cho cặp đôi Chim Sẻ và anh Huy có thể mang về những điểm số quan trọng cho bảng thành tích chung. Ngoài thì trên bảng xếp hạng thì các game thủ của Clan OE Hà Nội cũng đang vươn lên sau khi liên tiếp mang về được những điểm số rồi. Thể thức thi đấu đoàn thể như thế này thì tất cả những thành viên trong đội đều nắm giữ những vai trò như nhau và quan trọng như nhau. Ai cũng sẽ mang về những điểm số để cái thành tích chung nó không bị ảnh hưởng so với các team khác. Một thể loại nó mang nhiều những cái yếu tố của tập thể. Đây là phô của Huy và màn hình. Nói chung là anh em, phô của Huy nhá, tôi nhập quân sửa lại rồi đấy anh em. Vâng, phô của Huy, Chim Sẻ là người cầm Max C cơ. Này Huy vẫn đang thi đấu với một phong độ rất cao. Đúng là khi mà có tối hậu thư nó phải khác đúng không ạ? Và trở lại với màn hình máy của Chim Sẻ. Có tí áp lực, phải có áp lực mới tạo lên kim cương đúng không anh em? Hôm nay mà đánh còn yếu nữa thì mai ra khỏi sân, nhường slot cho vị trí dự bị. Vâng, Chim Sẻ, chủ tịch, đội trưởng, ông chủ tuyên bố như thế rồi thì làm sao mà dám đánh yếu nữa, tự cứu lấy mình thôi đúng không anh em, ai cứu được hộ đâu, tự mà cứu lấy mình thôi. Chào anh Cao Văn Tân nhá, để anh cho vợ chửa hết giải thì đẻ. Nghe nó lại hợp lý anh ạ. Sau này nó lớn thì kể cho nó thì cũng hay đấy. Rồi bài Max C tươi nhá, hiêu voi quả phụ rồi nhá. Sao không anh em đánh vào tay quá, tôi không thấy bất cứ một cái lỗi gì luôn, đánh cảm giác không mắc lỗi luôn. Và tận dụng rất tốt mọi lợi thế về quân, về bài. Ông nào dự bị cho Huy Sứt đó đan ảo giác. Anh em biết game thủ ảo giác không? Mà bây giờ đổi nghệ danh là Dan Tony ấy. Còn ai trồng khoai đất này anh em? Huy Sứt là mà đánh yếu là tôi vào tôi thay ngay đi. Sợ gì đâu. 11 năm làm đế chế, 11 năm hoạt động trong cộng đồng. Chưa một lần tôi được cặp với Chim Sẻ đánh giải. Tôi mơ ước lắm đấy. Mơ khổ cái rồi. Ông trời lại phụ lòng người anh em ạ. Tôi lại không được cái diễm phúc trở thành một game thủ và được thi đấu cạnh Chim Sẻ ở một giải đấu nào đấy. Kể cả là kèo tạ, kể cả là giải cơm gia đình. Tôi cũng không được cặp với Sẻ, giải cơm gia đình tôi lại chỉ được cặp với cậu Hưởng thôi. Đen thế rồi. Vâng, chào anh Giáng Trần nhá, chào anh Trần Dương, chào anh Nguyễn Vũ. Trận này mà thắng thì 13 mà em vẫn nhớ là có một bác khán giả nãy còn treo thưởng. Nếu như cặp đôi Chim Sẻ và anh Huy mà thắng 13 thì sẽ donate nóng cho hai anh em 1 triệu. Rất là thơm luôn. All right.
Vâng, rất là xin lỗi mọi người, xin được phép quay trở lại với trận thi đấu cùng với anh em. Bác sẽ là một bài đánh hàng cũng à dành cho chim sẻ. Và một khi nó đã bay rồi đấy, đánh rất là tự tin luôn. Nhưng dù sao thì đây cũng là một trận thi đấu mà Bác sẽ, cái thế nhà của chim sẻ là một thế đẹp. Và Huy cũng đang có được đơn vàng đầu. Huy cũng đang là một bài phô để Sean chui hốc. Không, nói chính xác thì đây là bài phô khung nhà. Có phù thủy thủ ở trong. Mà quên đẻ phù kìa. Ôi dồi. Cứ thế thôi. Bên kia Long Lê đánh cung à. Bờ Văn Ni đang có khá nhiều lạc đà ở đây. Và đang là một tình huống đi chéo cánh. Đi chéo cánh chất lực đến từ Văn Ni. Nếu như là IA đánh cung A thì chúng ta một lát nữa thôi, chúng ta sẽ được theo dõi màn đối đầu của cung A Mark C đối đầu với cung A Yamato. Huy đang phải đánh thủ ở cái thế này, tôi nghĩ là có lẽ là chim sẻ cũng sẽ phải nhanh chóng đẩy để lấy tham của Pơ trước, đưa về thế 2-1. Chất quân bên mình đánh càng về lâu về dài càng có lợi, chưa kể đến khả năng phát triển, khả năng sóc quân tốt của Phô. Mà nếu như trong trường hợp đánh về lâu về dài, chim sẻ mà sử dụng chiến thuật đánh cung Nga kẹp với y chiêng 3 của Mark C thì nói chung là Yamato cũng không có cửa đối đầu với cung Nga. Vâng, một pha nhoi ra ngoài ăn vàng. Một pha nhoi ra ngoài ăn vàng đến từ kiếm thủ chim sẻ không thành công. Gani đang có mặt vào rất đúng thời điểm. Bây giờ thì lộ rồi. Lộ là bài không vàng rồi. Và Huy có giữ được cánh lâu không? Huy có giữ cánh được đủ lâu không? Cung Nga Yak đang rất chủ động đẩy. Tất nhiên là chiến thuật sẽ là đẩy nhanh, nhà chém đưa về thế 2-1. Hoặc là đưa về thế solo giữa IA và Mark C. Ai cũng đều muốn đẩy nhà chém thôi. Nhưng cái bất lợi của chim sẻ trong thế này đó chính là bài này Mark C không có vàng trong. Bây giờ tôi mới để ý và nhận ra. Rồi, như vậy thì bây giờ thì chim sẻ bắt đầu ăn được vàng, tự ăn được vàng. 21 Huy thôi bay nhà. Bờ của Gunny vẫn đang rất đông quân. Bây giờ có lẽ Huy sẽ chạy toàn bộ dân về phía nhà của sẻ thôi, thì mới có quân bảo kê. Chạy hết về nhà sẻ thôi, đừng có lang thang ở ngoài, ở quá xa. Về nhà sẻ thì mới có bảo kê. Vâng, pơ của Gunny là một bài pơ đột kiến, đột biến. Nhưng cái chỉ số kin cũng như là cái sát thương thời điểm đầu trong tay của Persian
Ở trận thiếu này thì không phải là quá cao, nhưng lúc này thì Bersen vẫn đang khỏe và có số lượng quân đông. Team sẽ tăng thêm BA ở phía bên ngoài. Bo rộng nhà ra thêm không? Rộng nhà ra hơn không? Lâm cấp chiêng 3 một L. Và team sẽ quyết định là sẽ đánh cung A kẹp Y chiêng 3. Và phía trước cửa nhà vẫn còn một bỏ vàng nữa. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu các cầu thủ bên phía Thái Bình ở trong trận đấu này, cặp đôi Long Ly và Long Lê và Căn Nghi có ốp sớm hay không. Lộ nhà Y, lộ thế đánh rồi. Vậy là bên kia họ đã phát hiện ra nhà Y của chim sẻ và họ đang tổ chức ốp luôn. Không biết là kịp xây cái nhà Y thứ hai kia không, có lẽ là không. Cung A đã áp sát vào rồi. Thế đứng quân của sẻ đang xấu, một thế đứng quân dưới dốc và lượng quân ở bên kia đang rất đông. Và thậm chí chim sẻ đang mất tay ở phía bên trong. Tờ này sẽ bị ốp mất A. Và nhiều khả năng đây sẽ là chiến thắng thứ 3 dành cho cặp đôi Gunny và Long Lê. Không đỡ được, không kịp. Cố thêm khoảng hơn một phút nữa thì đẹp. Mặc dù là Long Lê trận đấu này lên đời cũng muộn, muộn ngang so với chim sẻ. Không, xin lỗi anh em, cũng không phải là muộn lắm đâu. Chẳng qua là con Perm, con Phô lên sớm quá thôi. Con Perm, con Phô lên sớm quá thôi. Thì nhìn hai bài IA mới mắc là lên muộn thôi. Thì bản chất là trận này Perm với Phô lên sớm quá. Và Gunny thì bao nhiêu? 10 phút 11 lên đời xong. Phô 12 lên đời xong. Khiếp hồn. Chúng ta không đủ thời gian. Chim sẻ không đủ thời gian. Nếu như chậm hơn khoảng hơn phút nữa, chim sẻ có hai nhà Y và sóc được khoảng 1 đến 2 turn Y. 2 turn Y khoảng 4-5 con Y. Tanh. Thì tôi nghĩ là lượng quân của chim sẻ đủ để có thể cân lại được. Bởi vì cái sức mạnh đến từ Y Maxe kẹp với cả Y Maxe chiêu đồng 3 kẹp với cả cung A nó kinh khủng lắm. Cơ bản thời gian không đủ, áp lực đến quá sớm và đối phương họ cũng ốp đúng lúc. Và chúng ta sẽ đến với trận thiếu thứ 10. Tỷ số ngoài đang là 6-3. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã có quân ở trong trận thi đấu tiếp theo rồi, trận thi đấu thứ 10. Trận này thì vâng, quân này thì thực sự là mình cũng không dám khẳng định là bên nào cửa trên. Thực sự cũng không dám khẳng định quân nào là bên nào là cửa trên đâu, bởi vì bên kia Roman và Per mà kích 8 như Gunny trận trước thì ối rồi ôi. Vâng, đối đầu với những bài Per kích 8 thì chả quân nào là cửa trên với Per cả. Rồi, có một bầy hiêu dành cho chim sẻ, bầy hiêu khá xa. Đổi lại thì chúng ta cũng có những loại quân có khả năng tự thủ thời điểm đầu tương đối tốt. Summer Gian đó là một loại quân có khả năng chống chém rất là tự nhiên, rồi dân 40 máu. Để mà do kể cả là do công giáp ăn được dân của Summer Gian thì nó nói chung là cũng phải toát mồ hôi đấy, cũng phải mất sức đấy. Quay trở lại với màn hình máy của Huy. Tránh Vân Anh nhá, tránh Vinh Trần nhá. Vâng, tránh bụi đời, không biết chơi mà xem vẫn bị cuốn à. Đây là nhiều. Cái trường hợp giống như anh thì cũng nhiều lắm. Có những anh em khán giả thời sinh viên đã từng chơi đế chế thời còn đi học. Và bây giờ thì vâng, đế chế là một cái game rất là lâu đời rồi. Ví dụ như bây giờ thì các bác từ cái lứa tuổi 8 kể 8x đời đầu, thậm chí là cũng có những bác 7x
Trước đây chơi đế chế thì bây giờ công việc rồi gia đình điều kiện không cho phép. Điều kiện không cho phép mà mọi người có thể chơi game. Đa phần là anh em các bác cũng chỉ xem thôi. Dạy đi xem. Nhiều trường hợp em không biết chơi hoặc là chơi không giỏi nhưng vẫn rất thích xem. Giả cho Huy cầm cung không à? Tất nhiên là nếu mà nói bảo điểm mà chơi game thì làm sao mà già mà phản xạ tốt được bằng so với lứa trẻ. Tất cả game gì thì game. Chơi game nó đòi hỏi cái phản xạ tư duy. Bây giờ anh em bảo bây giờ các bác 7x thế hệ 7x 8x rồi là 9x đời đầu. Bây giờ công việc gia đình làm sao mà có tâm trí mà suốt ngày nghĩ đến game được. Huy gặp Gunny trận đấu này. Gunny là Zoman. Trận này tôi nghĩ là thôi cứ đánh hai chém, đánh theo kiểu solo. Cánh nào đánh cánh đấy, solo cho chắc. Chứ nhà gần nhau thì kia đối đầu với quân ép đời tốt như là Zoman thì để mà AC đánh thẳng cung trận này rất nguy hiểm. Trừ khi là chim sẻ phải làm bài đấu đột, thực sự đột biến lên sớm khỏe và tạt cánh giảm áp lực cho Huy. Huy đánh được cung hay không thì phụ thuộc vào chim sẻ rất nhiều. Nhưng đấy là phải bài, nó phải kinh điển lắm thì mới dám tạt đấy, bởi vì cánh của chim sẻ đối đầu với Pơ mà. Đâu phải là đối đầu với Pơ thích thì tạt được đâu. Phải lo thân mình trước đã. Rồi 8 phút 39 rồi. Vâng, đời hai kích khá muộn thì thôi nhá. Trận này đánh hai chém rồi. Trận này đánh hai chém rồi. Khó để đánh cung lắm, sẻ không lên sớm. Ui, bên kia Gunny dò 30% ạ. 30% chỉ số dò. Dò là siêu rộng. Có cảm giác map này Gunny không lên đời. Trong khi đó Long Lê đang đánh khá ít dân. Tham gia chúng ta đang đè. Tham tổng tham bên mình đang đè bên mình nhiều dân hơn. Tham chưa đánh đã đè rồi. Rồi sẻ nhìn đóng BB là biết cơ cấu mỏ vàng đánh ấy rồi. Đánh chém rồi. Cánh này sẻ đối đầu với Pơ của 4 Long Lê. BL và BM. Rồi như vậy là Huy vẫn quyết định đánh cung. Mình thấy là bài Gunny là một bài lên muộn. Rồi một cái e, hai cái e, thêm một cái e nữa kín. Rồi ok, ổn này, khỏe nguyên này. Gunny chết con giò đầu tiên rồi. Vâng, mặc dù phải đối đầu với Pơ nhưng mà chim sẻ vẫn có thể hỗ trợ được cho Huy tơn đầu tơn con giò. Bây giờ thì chim sẻ đang bị thả lạc đà vào dân khá đau. Vâng, không có bóng giò thì sao đấy, không có bóng giò thì dân của sự lạc đà của game thủ Long Lê không phát hiện ra dân của chim sẻ trong tình huống vừa rồi. Cứ thoải mái đánh thôi, ổn đấy. Áp lực thời điểm đầu không phải là quá lớn. Nói chung là đang thắng và vẫn đang thi đấu khá bay. Huy lúc này thì vẫn đang là quả AC đánh thẳng cung và gần nhà Zoman. Tròn một khoanh ruộng. Liệu có ca công không? Trận này
này Roman có lực công ca không? Ba sóc đều thôi. Ba sóc đều và bắt đầu có tín hiệu lưng giáp. Lưng giáp dành cho cái thủ anh Huy. Trong trường hợp mà Huy có khoảng 3 tơn 9 con và đối phương có con ca công vào thì mình nghĩ là AC lại vẫn thủ được nhà. Còn cung AC không chặt gỗ đến từ cụ sứt. Không có lực lâng à? Cánh bên này rồi, sẽ đang thủ phù lại trước Persian. Đang cố đi bay bãi vàng lại của chim sẻ. Rồi. Đi bo nhỏ của sẻ thì chưa bao giờ là một quyết định đúng đắn cả. Rồi, mang bao nhiêu lên cũng hết thôi. Không có cửa công được mỏ vàng này và chim sẻ tiếp tục ra thêm phủ. Trong khi đó thì Huy liệu có đỡ được tơn ca này không? Đang có những tín hiệu cho thấy là Huy sẽ đỡ được tơn công ca này. Sẽ đỡ được. Cung AC có giáp nó khỏe lắm. Không đông chém là không ăn được cung AC có giáp đâu. Bây giờ thì có thêm sự hỗ trợ đến từ màu 4 Long Lê thôi. Chạy. Rồi chạy. Còn đen tới 4 cái e để chạy cho nó nhanh. Chạy lên con dốc. Ở trên cái con dốc này luôn. Chim sẻ có lạc đà sang thủ cùng. Rồi phù kìa. Rồi ơi. Chúng một thắng hiện. À không. Nói cách khác đây là một pha bón cơm cho tù. Rồi chim sẻ đang phù được rất nhiều lạc đà của đối phương. Huy thậm chí tân vừa rồi Huy chạy Huy không bắn. Để khiến cho những đơn vị quân của đối phương họ đủ máu. Họ không bị mất quá nhiều máu. Và tơ này không công được AC. AC vẫn cứ tham chạy về nhà. Khung lại nhà làm ăn tiếp. Chim chăm gỗ chạy về nhà khung lại nhà làm ăn tiếp. Không việc gì phải làm ở ngoài cho đối phương người ta công vào cả. Về đi em, về nhà luôn. Và có khoanh ruộng ấm trong kia thì Huy lại lở lại được tham rất là đơn giản thôi. Sẻ vẫn đang thể hiện được khả năng đánh phù thủy của mình rất nhanh tay và thao tác kỹ năng cực kỳ chuẩn xác. Và cụ sứt thì cụ vẫn không lâng cái chặt gỗ các bác ạ. Em thì không ngồi cùng phòng thi đấu rồi. Nếu không thì lúc nãy em nhắc từ lúc đời 2, à lúc vừa lên đời là nhắc cái chặt gỗ rồi. Không ngồi cùng phòng thôi. Đấy, bây giờ lại chạy về cơ cấu lại nha. Sao phải làm ăn ở ngoài cho nó khổ. Đúng không anh em? Xây lại bố ke. Rồi, lại một tấn công lên nữa. Đấy, bo lại nhà xong ở trong nhà thôi. Bốn cái e nữa kín lại cái chỗ vừa đen e đi thôi. Đó, quay trở lại với chim sẻ. Tăng lại 37. Bắt đầu có những con sọc tơn để chống phù. Nhưng mà tầm này muộn quá rồi. Sẻ đã kịp phù quá nhiều quân của Pơ. Tơn này công phù lên Pơ không lấy gì ra nữa cả. Tham lai của chim sẻ Summerian lúc này đang là 40. Vâng, một vài con sọc tơn sang thậm chí còn không thể kin được hết phù của sẻ. Sẻ đang có 3 nhà P và tỷ số là 7-3. Chiến thắng chính thức dành cho cặp đôi chim sẻ Bánh Huy. Bây giờ thì sẽ là những trận thi đấu để cặp đôi chim sẻ Bánh Huy có thể cày tiền thưởng. Và mỗi một trận thi đấu đều có một khoản tiền thưởng riêng. Và tất nhiên đây sẽ là cái động lực để cho các game thủ có thể thi đấu hết mình. Mặc dù trận thi đấu tháng 11 đã được bắt đầu rồi. Màn hình máy của game thủ chim sẻ hình như giờ mới có con xem đầu tiên thì phải anh em nhỉ? Đúng không? Thì em nhớ không nhầm thì đến trận đấu thứ 11 này thì đây là lần đầu tiên con xem xuất hiện thì phải. Liệu em có nhớ nhầm không anh em nhỉ? Để em đọc comment cái. Rồi sang thịt kho tàu. Có một hiêu về rồi. Bấy hiêu cạnh quả. AC tầm xa 7 là vẫn là đẳng cấp. Rồi
và để trải nghiệm những trận thi đấu thuộc giải đấu AS Star League một cách mượt mà và hiệu và ngon lành nhất thì mời anh em truy cập vào App Store hoặc là CS Play, tìm kiếm và tải app MyClip để có thể theo dõi những trận thi đấu cách nó trải nghiệm mượt nhất. Và anh em nhớ tìm kênh AOS Star League 2022 để có thể theo dõi, để nhận thông báo mỗi khi kênh có sóng nha anh em. Nó giống như là thông báo phát trực tiếp của Facebook ấy. Mọi người đăng ký kênh thì không bất cái gì của anh em đâu. Đây là một cái nền tảng xem livestream, xem video clip hoàn toàn là miễn phí nha mọi người. Trừ khi là chúng ta sử dụng những dịch vụ khác, dịch vụ bên ngoài của nền tảng thôi, thì lúc đấy chúng ta mới phải trả phí thôi. Còn nếu như em thì nếu như nhiều anh em đang xem trên PC, mọi người cứ vào web xem free, chả mất cái gì cả. Lập lấy một cái tài khoản đăng nhập vào rồi comment tương tác chém gió với bình luận viên thôi là vui rồi. Nó không khác gì là mọi người xem trên Facebook cả. Thậm chí nó còn ngon hơn ở cái chỗ là anh em không bị quảng cáo, xem trơn tuột, cứ thế xem thôi. Rồi, xe của chim sẻ đang cố đá lốt con hiêu thứ 5, con hiêu cuối cùng trong 7 hiêu đầu về. Quả phụ và voi cũng đã có. Gặp dân màu 2, Long Lê. Như vậy là gặp Zoman. Thôi, Zoman thì lấy cũng là một loại quân có khả năng đóng G quả bãi quả là sớm đấy. Sẻ có lẽ là cũng không vội Ken E để chờ xem đối phương họ đóng G ở đâu thì mình Ken ở đấy. Rồi xin. Hình như đen. Vâng, pha đấy là đen. Pha đấy là Long Lê đen G đi. Rồi ôi, tí thì mình xin. Rồi ôi, tí thì làm cái bóng thơ bom anh em ạ. Vâng, pha đấy Long Lê đen cũng nhanh đấy. Tôi tin là pha đấy Long Lê đen kịp chứ không phải là một tình huống chim sẻ đập kịp. Dù chim sẻ cũng rất chú ý và để ý để đập bóng trong tình huống vừa rồi. Phản xạ cũng rất nhanh đấy. Bên kia Long Lê cũng nhanh không kém. Đen cái bóng cực kỳ nhanh. Ý thì làm cái bóng thơ bom luôn. Con voi đầu tiên chim sẻ về. Và kích đời ở hạ 7-24 với 25 dân. Nó vẫn cứ là chuẩn binh. Không lỗi tí nào cả. Đảo qua mình máy của Huy. Huy có con voi thứ 3 về. Hôm nay Huy thi đấu thực sự phong độ rất cao. Đáng hoan nghênh. Và đúng là phải có áp lực. Phải có áp lực thì mới tạo nên kim cương. Trước khi đánh đã bị dọa không cẩn thận đã cho nghỉ rồi. Sợ ngay. Thi đấu tập trung. Đây thì trừ cái tên trận AC vừa rồi không lưng chặt gỗ ra thì tôi cũng thấy Huy hôm nay đánh cũng ok đấy. Rất khác so với chú bé đần Huy Sứt mà chúng ta theo dõi hàng ngày. Hôm nay là chúng ta đang được theo dõi chú bé không đần. Sáng nay thì ở trên công ty thì có lịch họp thì chú bé đần Huy Sứt thì cũng là một trong hai người đến muộn cùng với Kami. Chú Huy với chú Kami sáng nay mỗi chú một voucher phạt 1 triệu vào mồm. Sáng nay là đội bình luận viên với game thủ là có lịch họp trên công ty thì đến muộn. Thế thôi, rất nhiều quy định có rồi, ai cũng như ai. Sai phải chịu. Sai đến đâu thì sửa đến đấy. Nên là chắc là cũng bây giờ phải farm gỡ rồi, cày gỡ rồi đúng không anh em? Rồi xem sen thôi. Xem sen của chim sẻ chơi về nhà của Long Lê. Long Lê đang đóng nhà điều kiện 10:30, 10:40. Long Lê cũng tương đối sớm đấy, không hề muộn. Nhưng Long Lê đang phải đối đầu với một vài sen. Giò của chim sẻ là công giáp đầy đủ và sẻ cũng đang ra được tương đối nhiều ruộng ở tại khu vực nhà chính. Nói chung là con Zoman này của Long Lê là lành ít dữ nhiều rồi. Chờ giờ thôi. Chờ giờ lên đường thôi. Không có tình huống 7E đến từ Long Lê. Bây giờ thì giò chim sẻ đã đầy đủ công giáp. Sẻ bớt gỗ, dường như là đang muốn đóng BA. Có cái BA sớm thì... Vâng, con Zoman này nó phế luôn. Không bo nhỏ nổi với Seng luôn. Không bo nhỏ nổi luôn. Và bây giờ, 12 phút, Long Lê có con ngựa giò. Và một lờ bánh xe thì nữa có cung đơn chiêu chiêu vào những khu vực bò nhỏ. Nói chung là khoai cho Long Lê trận này. Đối đầu với xe không bao giờ là dễ dàng cả. Rất khó chịu. Để tôi mà là Long Lê tôi cay lắm rồi đấy.
khóc lắm rồi đấy, con giò chọc khó chịu quá. Và bây giờ bò nhỏ lại được thì có hai con thì lại có con cung tê, chạy đi đâu bây giờ? Ồ, chết tươi bãi gỗ, không sống nổi. Rồi, những con đồng dân của game thủ Long Lê bắt đầu chạy ra đồng cho nó quen mùi đất sẵn rồi. Quen mùi đất hay là quen mùi run thì cũng thế thôi. Dân bắt đầu chạy ra đồng dần rồi. Vẫn rất là nhiều dân ở chỗ bãi gỗ. Bây giờ thì sẽ kê một vài con lạc đà ở các cơ sở chưa được bao bế kín của mình. Rồi, bãi gỗ cũng kín rồi. Kín hết rồi. Nói chung là cánh này thắng sâu luôn. Cánh này là Long Lê là tịt với chim sẻ luôn rồi. Cánh kia Huy là 33. Còn bài Mark C này, khung nhà đánh Y này. Trời ơi, nó chắc tuyệt. Cái này thì Egypt mà không chuyển cung A thì cũng lại tịt với con Mark C này thôi. 2 Y sóc đều, chiếc 3 nó chảy, nó đâm cho gì. Lòi ruột. Tí thì anh em tí mà xem. Còn Y Mark C nó cầm quả gì nhỉ? Anh em biết cái quả gì mà gì nhỉ, phải dùng cái gì nhỉ, quả phóng lợn hàn tiếp đấy, quả phóng lợn hàn tiếp. Wow, sọc cho thì biết luôn. Đấy, chim sẻ thậm chí cũng chưa tạt tí nào luôn, chỉ ăn mỹ đi cho Roman chết hẳn. Bởi vì cánh kia thì chim sẻ biết thừa là con Egypt không có cửa gì với Mark C đâu, từ khi chuyển cung A. Cửa chuyển cung A là cửa thắng duy nhất để chống lại được. Đây, xem quả phóng lợn hàn tiếp nhá. Anh em chuẩn bị được theo dõi. Đây, phóng lợn hàn tiếp bắt đầu di chuyển rồi. Vâng, đánh hốt mã đến từ Gunny. Để thích thì là đen cái BB đi. Đây, lở hai con Y ra là đỡ thôi. Nói chung là con Y chỉ có thể tỉa được một vài thằng dân của Mark C từ phía bên ngoài. Trời ơi. Ok, về E kìa. Ê, em ơi, về E 400 gỗ mà không phải tí E nào. Sẻ đâu? 42. Vẫn không đánh sang cánh nhà mùa 1. Chỉ ăn mới ở nhà thôi. Đánh chết hẳn màu 2 xong rồi ngồi gãi. Và bây giờ thì sẽ bắt đầu có tín hiệu sang cánh bên kia rồi. Thôi muộn rồi. Về nhanh, về bế con. Tỷ số là 8-3. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 12. 8-3. Quân là cân chặt luôn anh em ơi. Donna E. Holmes. Zokonta. Donna E. Zokonta. 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 Bỏ quả đầu 7 cây dành cho Mark C của chim sẻ. Oklahoma. Chào anh Bụi Đời nhé, chào anh Chắc Lơ Phạm nhé, chào anh Lê Văn Chiến. Đưa cúp cho sẻ luôn khỏi đánh. Ơi anh em đừng nhầm, thể loại đoàn thể này đó là tổng điểm của 3 thể loại solo 22 và 44. Đấy, cái thể thức đoàn thể này không phải là thể thức cá nhân đâu anh em. Muốn vô địch còn phải vâng kiếm được rất là nhiều điểm từ các thể loại khác nữa. Mà chúng ta mới thi đấu giai đoạn lượt đi thôi, còn cả một lượt về rất dài đằng sau nữa. Ôi chết rồi, khả năng gãy dần dần này. Gãy. Ôi, sống ạ. Wow. Vâng, thằng dân này sống anh em ơi. Nó đứng dưới dốc, nó phi. Mà nó phi mít tới 2 đến 3 tơn mà vẫn sống. Ảo nhỉ. Quả đấy mà vào tay ông Hào là chết lâu rồi đấy. Chết từ tập trước. Tôi hay bình luận cả Hào đánh thì tôi để ý ở FPS có dân của Mạnh Hào cũng là một loại dân rất là yếu. Không cần biết là quân gì, solo sư tử chuyên chết dân. Cái pha này phải nói là đỏ, đã đánh hay lại còn đỏ.
Quả đấy không chết dần. Siêu thật. Vâng, chào anh đầu 098 đuôi 3 nhá. Hello anh. Anh có thể vào phần cài đặt anh chỉnh lại cái tên thì em mới biết là ai để chào. Chào anh Vinh Trần nhá. Vâng, 4 voi. Ít nhất 4 voi dành cho sẻ. 6 thì phải. Ờ, 6 voi gì anh em ạ? Hình như 6 voi không phải 4 voi đâu. Đúng nhỉ? Đúng không ta? Trời ơi, bài lại vẽ. Map vẽ lại rất đẹp. À vâng, cảm ơn anh có số điện thoại đầu 0972 8625 đã gửi tặng cho Chim Sẻ và Clan FPS 5000. Cảm ơn anh rất nhiều. Bảy hiêu đầu 5 con. Vâng, ok Đức Tài nhá. Vâng, chào anh số điện thoại 032 đuôi 6. Anh em có thể chỉnh lại cái tên ấy, thì khi mà mọi người tương tác với em thì em dễ tương tác lại hơn. Nhiều khi là kiểu nền tảng người ta che số điện thoại để tránh lộ thông tin của anh em nên là nó không hiển thị hết số điện thoại ra, cũng không biết là ai. Rồi chào Trần Chính Lương nhá. He he, sao không thấy gì đâu à? He he thì nó lại giải nghệ rồi. À không, như vậy là có 4 voi rồi. 4 voi, 2 bầy hiêu và 1 vỏ quả phụ dành cho bác C của Chim Sẻ. Và tôi sẽ theo dõi Chim Sẻ câu lốt con voi này và chuyển qua màn hình máy của Huy để xem bài của Huy như thế nào. Có ổn không? Trận này quân là cân rồi, nhưng Huy cầm cung nhá. Trận này liệu Huy có lại khẳng định với khán giả một điều rằng tôi biết đánh cung. Không phải là tôi không biết đánh cung. Và gặp màu 2 long lên, khả năng cao sẽ có ăn tranh. Rồi đóng cửa trước và đang có nhiều dân ở đây hơn, đó là anh Huy. Huy sẽ ăn được vỏ quả này trước, ăn được nhiều hơn chắc chắn luôn. Long Lê hình như là cũng đóng gờ rồi và đang kéo dân ra rồi. Rồi có thêm 7 hiêu trên hướng 12 giờ nữa. Vậy là Hitty đang ăn tranh với Kata. Sẻ đóng L rồi đấy. Rồi 9:30, 9:30 tròn xoe anh em ạ. Chỉnh tên sao chưa hiện? Chắc là nó chưa cập nhật luôn anh ạ. Và để động viên cũng như là khích lệ tinh thần tiếp sức cho Chim Sẻ và team FPS, mọi người có thể ủng hộ và donate bằng cách click vào biểu tượng hộp quà bên cạnh khung chat hoặc gõ FPS vào khung chat rồi click gửi đi. Số tiền sẽ trừ trực tiếp từ thuê bao di động của anh em. Nhưng mọi người cần lưu ý, hình thức donate này chỉ áp dụng cho thuê bao trả trước của Viettel. Mỗi ngày được tặng tối đa là 300.000 và số tiền mỗi lần donate không quá 5.000 một lần anh em. Và đang có những tình huống chéo con ngựa giò sang bên phía cánh của Huy, chọc thẳng vào khu vực mà Catharian đang ăn tranh của quả. Con giò bây giờ đủ công giáp rồi, từ những trận thiếu đầu tiên cho đến thời điểm tại ngày hôm nay tôi có cảm giác con giò trong tay của Chim Sẻ lợi hại hơn so với bình thường rất nhiều. Hôm nay cảm giác sẻ trong giò cực kỳ đau và khó chịu. Mọi hôm mình thấy chọc giò cũng không rát đâu, không rát lắm đâu, nhưng hôm nay thì cảm giác con giò của Chim Sẻ cực kỳ rát và rất khó chịu luôn. Các có thể thấy Long Lê liên tiếp phải chống con ngựa giò cực kỳ khó chịu của Chim Sẻ mấy trận rồi. Chọc giò đau, bị chọc giò cho không có tay làm bất cứ vấn đề, làm bất cứ việc gì luôn. Long Lê cũng đã ăn được vàng và bo được vỏ vàng rồi. Trong khi đó thì ở nhà thì ở Vani đang có một con cung tê đẩy lên, Sẻ cũng đã đỡ xong con cung tê. Bây giờ thì cung tê của Huy tới, nhưng mà bên kia thì Kata cũng lên đời 3 xong rồi. Có lẽ là cung tê nó cũng sẽ không có tác dụng. Rồi xong bãi gỗ. Chắc chắn là xong cái bãi gỗ này rồi. Chim Sẻ cũng đang vẩy e, mặc dù đối phương chưa bánh xe. Nhưng
chim sẻ muốn giải quyết nhanh thì còn đánh về cánh của Hit. Hai turn rồi, tạt cho Kata hai turn rồi. Bài 9.5 và sát thương của chim sẻ đang tạo ra là cực kỳ lớn. Và có thể thấy Long Lê đang chết quá nhiều dân. Bây giờ thì Long Lê chỉ còn lại mỗi một vàng thôi là hết rồi. Vì đó thì Gunny đang đưa rất nhiều tê lên đây. Why? Tại sao? Khi mà chim sẻ đã có chém ở đời 3 rồi, tại sao Gunny lại chơi nhiều tê đến như vậy? Lý do là gì? Đây không phải là những con tê mang lại nhiều hiệu quả ở trong trận đấu này. Vì bắn vào cái nhà kích 9.5 có tê thì người ta có chém rồi thì con cung tê nó có làm được cái gì đâu. Cung hít bắn rác nhá, chạy cũng cần phải chú ý giữ dân và thủ tơn này, không được để bị Gunny ăn mất quá nhiều dân. Bởi vì tất nhiên Max C loạn quân không có bánh xe, giữ dân rất là khó. Vào thì cung hít phải bắn rát chưa, bắn rất rát luôn. Sẽ đang cố gắng điều, có thêm một tơn 3 nữa đến từ Gunny đẩy sang. Sẽ cũng đang bắt đầu dần dần mất đi những đơn vị dân. Ăn hoang thêm một tay nhiều nữa sẽ kéo toàn bộ chém về đối thủ. Khi mà đã có được quá nhiều lợi thế trước Kata rồi, cánh bên kia Huy sẽ là bài khỏe nguyên không mất gì. Và Kata thì đã siêu yếu rồi. Bài 3 có rác đến từ cung đờ của Hit. Tờ này thì Gunny vẫn hết quân. Điều này đồng nghĩa việc Gunny không công được sẻ, không lấy được tham Max C của chim sẻ. Tất nhiên là cũng sẽ đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có chiến thắng ở trong trận đấu này. Đánh máy của Huy, một tơn đẩy của Huy thôi là giải quyết trận đấu luôn. Tham lai quá đè rồi. Kata fit, Kata đã fit. Chim sẻ thì vẫn đứng vững trước hit đi. Bây giờ thì chim sẻ sẽ bắt đầu mất dân. Thời điểm hiện tại Maxi làm quá tốt rồi. Vâng, trài quá tốt rồi. Huy đẩy tới khoanh ruộng nhà chính của Gunny rồi. Huy tăng A thứ 5 chưa. Tăng này của Huy là 5 sọi. Rồi cho dù là vâng, cho dù là chim sẻ mất tham thì cái thế này là cái thế mà tôi nghĩ là Huy vẫn đang khỏe hơn so với Gunny rất nhiều. Chất lượng quân thì như nhau, đều là những cung đường của Hit. Vâng, Huy có chặt gỗ 2 và tăng A thứ 5, thế phát triển đang khỏe hơn. Bây giờ cứ dồn lên thôi, Kata nó còn cái gì đâu, còn có hai con lạc đà nó không phải là áp lực, không cần phải chú ý đến luôn, không cần quan tâm đến con Kata tầm này nữa. Thế hôm qua của Huy đang cực kỳ đẹp nha. Huy không nhất thiết phải dấn quá sâu vào trong, cứ đứng ở đây thôi là có lợi rồi. Bởi vì thời điểm hiện tại thì Gunny đã mất khoanh ruộng nhà chính, thì cứ càng đánh thì lượng quân của Gunny sẽ càng ít hơn thôi. À, như vậy là chúng ta có chiến thắng thứ 9, kết thúc 12 ván thi đấu, chúng ta đang dẫn trước thắng, đang có điểm số. Với tỷ số lúc này đang là 9-3 và cùng nhau chuẩn bị đến với trận thi đấu cuối cùng, trận thi đấu thứ 13. Để cùng theo dõi xem ngày hôm nay chúng ta sẽ có chiến thắng 9-4 hay sẽ là chiến thắng 13 trước cặp đôi rất mạnh đến từ Team AOE Thái Bình. Một bộ đôi đã cùng nhau sát cánh thi đấu cùng nhau từ thời Team AOE Sài Gòn. Đó chính là bộ đôi Long Lê và Gunny. Max C của chim sẻ chém trận này quá khỏe, và 9.5 chém khỏe thật, chém gần như là fit luôn Kata. Huy chỉ việc đẩy một tơn nhẹ thôi là dọn lốt thôi. Huy không mất gì mặc dù ăn tranh với đối phương. Và cái tơn đẩy của Gunny mặc dù cũng có khá là nhiều cung đờ Hitty có giáp đẩy thì chim sẻ vẫn thủ được khoảng 4 tơn đầu của Gunny. Khỏe, Max C sẻ trận này khỏe thật, quá khỏe. Zoman của anh Huy. Vâng, bãi quả đầu 7 cây đẹp. Có hiệu gần luôn này. Đấy đấy, Zoman như thế này là chắc chắn ép sớm này. Sớm đời 2, còn đời 3 như nào thì chúng ta còn phải chờ xem những cái đồ ăn khác nữa. Map như thế này là đã đẹp dành cho Zoman rồi. Bãi chắc chắn ép sớm, quả đầu thấy sớm. Quả đầu thấy sớm, hiệu đầu cũng rất gần luôn. Gỗ đầu thì tôi đang thấy có một cây ở trong bóng nhà chính, một cây gỗ 75. Chà anh quay vịt nhá, chà anh thức quý tộc lần nữa nhá. Vòng buổi chiều hôm nay thì Mạnh Hào và Chuyên Mạnh cũng đã có được chiến thắng và mang về 2 điểm.
Nên nếu như tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có thể mang về thêm 2 điểm nữa ở thể loại 22 rồi. Ngày hôm nay là một ngày ra quân toàn thắng của FPS. Rồi, Huy lùa hiêu khá khéo, bầy hiêu rất to. Ngoài đúng là thứ nhất là Huy có một chút sự may mắn. Ngày hôm nay chúng tôi thấy đa phần bài của Huy đều những bài đẹp. Đa phần bài hôm nay bên mình đẹp và chúng ta không mắc phải bất cứ một sai lầm nào cả. Tận dụng tốt cái lợi thế về quân và về bài để có được kết quả như hiện tại. Và quay trở lại với màn hình máy của chim sẻ thôi. Sẻ cũng đang đá về hiệu làm con về với vài đấu cầm Yamato. Ở nhà sẻ cũng đang khá tươi này, gỗ đầu gần này, quả cũng thấy sớm này, quả gần gỗ gần có đồ lùa về. Bên mình thì có Zoman có thể lên bánh xe và có những đơn vị sọc đơn để chống lại phù cho Son. Hy vọng là cánh Zoman thì Zoman sẽ đối đầu với Cho Son thì nó dễ chơi hơn. Còn cánh bên này thì IA đối đầu với Summer thì cũng sẽ nhẹ ký hơn. Chứ IA thì thực sự để mà nói IA thì đối đầu với con Cho Son cũng hơi ngại. Son cũng phải trông phù từ điểm đầu. Con IA trông thế thôi cũng khó ăn được Cho Son lắm. Cho Son nó không hề sợ IA. Làm skill không anh ơi, làm skill đang nghỉ, xin nghỉ 1-2 hôm để về quê chăm thăm con. Vợ con vẫn đang ở quê nên ông bố trẻ cũng phải cố gắng dành thời gian về bế con. Nó ở xa con. Nam thì nó vẫn đang một mình thi đấu sống ở trên Hà Nội và làm việc ở tại Hà Nội. Vợ con thì ở quê. Và lại vợ mới, con thì nhỏ, mới sinh được mấy tháng. Kêu em nhớ con quá, phải về, xin nghỉ về. Tất nhiên anh em tạo điều kiện cho về thôi. Ba bé và vẫn cái phong cách chọc giò, sự lại là Long Lê anh em ạ, lại là Long Lê. Thêm một lần đau. Sẻ thực sự ngày hôm nay sẻ liên tục có những trận đánh chọc giò phải gọi là quá khó chịu luôn. Vậy là cánh này thì chim sẻ đối đầu với Cho Son. Đây làm
ba bé. Này thực sự có con giòm sẻ rất sát thương. Giòm khó chịu, khó thở. Long Lê đang cố gắng kéo dân về. Sẽ làm gì bây giờ? Muốn kéo dân về giấu ở bãi gỗ à? Con chém tới, sắp tới rồi. Liệu Long Lê có kịp không? Kịp cho dân vào không? Tôi nghĩ là kịp. Hai L ra một vài cái ruộng. Vẫn còn một dân, vẫn bớt. Ôi, lại còn bớt một thằng lại ạ. Khác gì em mời anh sơi. Mình xin. Mình xin chứ mình không cướp. Máy của Sứt. Sứt đang chuyển sọc sọc lên kẻ phù thủy. Đối đầu với Summer đánh chém của Gunny. Lẽ sẻ sẽ tạt sang. Không cần phải đánh con cho son nữa. Cho son nó bo nhỏ được rồi. Bây giờ tạt sang đấy quay Summer Yan cùng với Huy. Một lát nữa thôi Huy có sọc đơn sang là con cho son nó cũng sẽ phế thôi. Chả làm gì được đâu. Chất quân bây giờ thế trận này là thế trận dễ đánh cho bên mình rồi. Lại sẻ tạt bây giờ sẻ cứ tất tay sang cánh kia thôi. Ở nhà thích thì thủ phù ra. Lạc đà bổ chém đau quá. Huy đâu nhỉ? Vâng, sẻ đang ở nhà gắn đi một mình này. Nghĩa sẻ lên đùi lại. Vào thì anh em cùng vào thì nó hiệu quả hơn. Lấy ít địch nhờ, lấy nhiều địch ít. Bởi vì chất quân bên mình ngựa chém với sọc đơn. Nó bị lạc đà khắc. Long Lê thì vẫn đang cố gắng móc máy nhà của sẻ. Rồi, đúng một giò một chém rồi. Không nhiều. Bắt đầu có những tín hiệu công phù. Và mất một con ngựa chém. Rồi, Roman bây giờ tạt đi, đúng rồi. Tạt cho son cho chết. Mất thêm con nữa. Đấy, chúng tôi đã phân tích rồi đấy. Cho son nó không hề sợ Roman anh em ạ. Cái bài đánh phù phù rẻ. Huy mà không tạt sang cái lòng ngoằng một lúc nữa là sẽ bị phù mất nhiều chém là mất cánh. Mất cánh đi chơi đùa đâu. Họ chui dưới lan vàng, vàng khác đẹp hơn. Hai lời vẫn đang sóc rất đều. Tháng này của Huy là 39. Huy tạt một vài đơn vị trọng đơn sang là có thể kê cho sẻ thoải mái rồi. Bây giờ thì đang đi công lên, lượng quân mà Huy đang có ở nhà là rất đông, thoải mái đỡ tên này. Rồi ốp được cây của Long Lê rồi. Cánh bên này thì Huy vẫn thoải mái cân lại với Summer của game thủ Gunny. Thoải mái luôn. Chim sẻ là 31. Bây giờ khi Long Lê đi quân, Gunny đi quân, sẻ lại tạt sang cánh đấy. Không đánh cho son luôn, cho son kệ cho Huy thả vài con sọc đơn là xong rồi. Bài cho son lúc đầu mất dân, mất lực yếu. Chắc là ăn mỗi vàng mình gỗ đánh phù thôi, chả có cái gì cả. Rồi đâm tập giáp. Thậm chí là toàn không 4 giáp 4 luôn rồi Roman. Roman Huy lực đang rất khỏe nha. Và sẽ tới chém bay hết các cơ sở của Gunny luôn. Bây giờ thì Huy công lên tới nữa thôi là chúng ta có thể giải quyết nhà của Summerian. Huy có mặt nữa là nhà Summer của Gunny chắc chắn bay. Không thể đỡ được luôn. Và áp lực của Huy ở phía nhà quân. Còn chim sẻ thì đang thoải mái bóc ở trong. Như vậy là chiến thắng 13 dành cho cặp đôi chim sẻ và anh Huy trước Gunny và Long Lê ở giai đoạn lượt đi cuộc đối đầu giữa SBS và Thái Bình. Như vậy là sau 13 ván đấu thì bây giờ thì cả đấu đã chính thức được khép lại tại đây. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những kèo đấu lần sau. Xin thân ái chào tạm biệt và chúc tất cả mọi người sẽ có một giấc ngủ ngon. Hẹn gặp lại anh em vào những kèo đấu ngày mai. Xin thân ái chào tạm biệt và tôi sẽ dừng phần bình luận của mình tại đây. Xin chào anh em. Bye bye anh em.